Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2701, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn tán em gái ta. 2. Muốn nói thực lực, hiện tại hắn là thánh vực bát trọng, muốn nói đẹp trai. Càng là quăng đối phương mấy con đường, thực sự không nghĩ ra, tại sao nữ hải lại ưa thích người này. Ta, qua, cảm nhận được khí tức áp bách trên người hắn, nữ hải bị dọa đến vẻ mặt trắng bệch, nhịn không được khóc thành tiếng. Thả nữ hài kia ra. Lão giả hét lớn. Ta. Lúc này Lạc Huyền Thanh mới khôi phục lại, mặt mũi không cam tâm. Nói đến Trương Huyền, vẻ mặt tôn sùng, nhìn thấy mình liền sợ quá khóc. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, làm sao không biết hắn nghĩ cái gì, lão giả không khỏi im lặng. Hung thần ác sát như thế, có nữ nhân ưa thích mới gọi gặp quỷ. Ngươi xem Trương Huyền người ta, đối với Lôi Đình. Đều mỉm cười đối mặt, đi vào trong đó, để lôi kiếp không ngừng run rẩy, cuối cùng tan vỡ bỏ chạy. Chênh lệch lớn như thế, làm sao so? Quên đi, hiện tại ta liền đi giết người này. Biết hỏi thăm đối phương, cũng nói không ra cái gì, Lạc Huyền Thanh tức đến cắn răng, thân thể nhảy lên, thẳng tắp bay về phía tiểu viện của Kiếm Tần Sinh. Nếu biết người này tán muội muội của hắn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, trước giết chết lại nói. Rất nhanh thì tới nơi ở của Kiếm Tần Sinh, người ở trên không trung liền nhịn không được lên tiếng hét lớn. Lạc Huyền Thanh đến đây thăm hỏi. Thanh âm như sấm rền, vang vọng toàn bộ tiểu viện. Lạc Huyền Thanh, người muốn làm gì? Thanh âm mới kết thúc không lâu, một tiếng tức giận vang lên, ngay sau đó một thân ảnh xinh đẹp bay tới. Là Thủy Thiên Nhu. Lão, Thiên Nhu, sao ngươi lại ở đây? Nhìn thấy nữ hài, Lạc Huyền Thanh sững sờ. Ngay sau đó không còn khí thế như vừa rồi. Kiếm Tần Sinh là lão sư của ta, ta tới học nghệ, ở trong phủ đệ của hắn, không có vấn đề gì chứ. Thủy Thiên Nhu hừ lạnh một tiếng. Ta nói rồi, đối với ngươi không có cảm giác, nếu như lại bám dai như đỉa, tìm tới chỗ của lão sư, cũng đừng trách ta báo tin gia tộc, không khách khí với ngươi. Ta, Lạc Huyền Thanh nói không ra lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc trước hắn cùng Trương Huyền khoe khoang, có bạn gái, hơn nữa rất đẹp, cũng không phải khoác lác, mà là ăn ngay nói thật, chỉ bất quá, vị bạn gái xinh đẹp này còn không có bằng lòng hắn thôi. Không phải người khác, chính là vị trước mắt này. Mặc dù thánh nhân Thủy gia so với Lạc gia kém một đoạn rất lớn, nhưng đều là học viện của Thánh Tử Điện, đặc biệt là tình cảm, không có khả năng cưỡng ép mua bán, không thích là không thích, xem như hắn cũng không có cách nào. Ngươi đến cùng thích dạng gì? Làm không tốt, ta có thể sửa. Vốn muốn nói, lần này không phải tìm ngươi, lời đến khóe miệng, nhịn không được đổi giọng. Hắn ưu tú như vậy, lại đẹp trai như vậy, vì sao không thích? Thích dạng gì? Thủy Thiên Nhu hừ một tiếng, trong mắt chợt lóe sáng, lộ ra tôn sùng. Người ta thích, kiếm pháp phải cao thâm, thiên phú tuyệt đỉnh, bất kể chuyện gì, một chút liền thông, một lần liền rõ, có một ngày. Sẽ chỉ điểm ra thiếu hụt của ta, truyền thụ cho ta kiếm pháp cao thâm. Chỉ điểm kiếm pháp ngươi, chẳng lẽ, ra đầu Lạc Huyền Thanh nổ tung. Không sai, ta thích người như Trương Huyền Trương Sư, ngươi. Thủy Thiên Nhu khoát tay áo, vẻ mặt khinh thường. Vẫn là thôi đi. Chương 2702, Tiểu Công Chúa Thỉnh Cầu 1. Ta và ngươi không đội trời chung. Ngực sôi trào, Lạc Huyền Thanh cảm giác cả người sắp nổi khùng. Muội muội bản thân sủng ái nhất, bị gia hỏa chỉ số thông minh là âm kia lôi kéo ngược lại cũng thôi, nữ thần thích lâu như vậy, thế mà cũng cực kỳ tôn sùng đối phương. Tức giận mãnh liệt, để hắn có chút phát điên, coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại cạy em gái cùng người ta thích, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Trương Huyền, ngươi cút ra đây cho ta. Lạc Huyền Thanh không kìm nén được, quát to một tiếng. Lạc Huyền Thanh, Trương sư cùng lão sư sớm đã đi Trương gia. Nếu như ngươi lại làm loạn ở đây, đừng trách ta khởi động trận pháp. Thấy cái tên này, càng ngày càng quá phận, còn dám uy hiếp Trương sư, Thủy Thiên Nhu cũng kìm nén không được. Cái gì ngoạn ý đây? Cho ngươi mặt mũi, còn dám như thế. Trước đó luôn miệng nói, chỉ cần mình gặp được người ưa thích, liền sẽ từ bỏ, buồn bã rời đi. Hiện tại ngược lại tốt, đã nói thích Trương sư, còn ở nơi này giễu võ dương oai, muốn động thủ. Tin ta khởi động trận pháp hay không? Lại không muốn mặt, tiếp tục ở đây làm loạn mà nói, không ngại dùng kiếm trận vây khốn đối phương, để hắn ăn chút đau khổ lại nói. Đạt được Trương sư chỉ điểm,
lão sư càng thêm coi trọng, đã biết phương thức khống chế trận pháp trong viện, dốc túi truyền thụ. Rời đi, ta đuổi theo. Tính toán thời gian, đối phương thật có khả năng đã rời đi, Lạc Huyền Thanh không do dự nữa, thẳng tắp lao về phía Trương gia. Bị điên rồi. Không nghĩ tới con hàng này hơn nửa đêm chạy tới, gây ra động tĩnh lớn như vậy, nói còn chưa dứt lời đã đi, Thủy Thiên Nhu không khỏi im lặng. Ngay cả loại gia hỏa không có IQ này, có thể để mình thích mới gọi gặp quỷ. Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là Trương sư hoàn mỹ nhất. Dù nói chuyện có chút không dễ nghe, nhưng thiên tài siêu tuyệt, đều có cá tính của mình, nàng rất thích loại tính cách này. Lạc Huyền Thanh không biết Thủy Thiên Nhu một mặt hoa si, cấp tốc phi hành 3 ngày 3 đêm, chân khí trong cơ thể triệt để tiêu hao hầu như không còn, cũng không có phát hiện tung tích của đám người Trương Huyền, lúc này Lạc Huyền Thanh mới ngừng lại, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trước đó lòng tràn đầy tức giận, lo lắng đuổi theo, không cảm thấy cái gì, lúc này vừa buông lỏng, mới phát giác được toàn thân rã rời, không thể kiên trì được nữa. Coi như hắn là cường giả thánh vực bát trọng, cũng không có khả năng bay thẳng đến Trương gia mà không nghỉ ngơi. Huống chi, ở dưới luân phiên đả kích, lửa giận công tâm, chân khí trong cơ thể đã sớm rối loạn, không tẩu hỏa nhập ma, đã coi như cơ sở vững chắc rồi. Bọn họ cưỡi thánh thú phi hành rời đi, xem bộ dáng là không đuổi kịp. Ngồi ở trên một đỉnh núi, miệng lớn thở hổn hển, Lạc Huyền Thanh cắn răng. Kiếm Tần Sinh cùng Trương Huyền ngồi thánh thú phi hành rời đi, dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng đuổi lâu như vậy, cũng không thấy tung tích, xem ra còn muốn đuổi theo, là không thể nào. Thế nhưng tên kia, không chỉ lừa gạt hắn, càng câu dẫn muội muội cùng nữ thần của hắn, không giết, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng. Nếu không được, vậy báo tin cho gia tộc, để bọn hắn liên hệ Trương gia. Một cái ý nghĩ xông ra. Chỉ cần nói cho gia tộc, người muội muội ưa thích đi Trương gia, người sau tất nhiên sẽ làm ra phản kích, khỏi cần mình ra tay, vị Trương sư này cũng chạy không thoát. Không được, đại trưởng lão cẩn thận bàn giao, muốn ta giao hảo với hắn, không nên nháo ra mâu thuẫn, hiện tại lại muốn giết hắn. Lạc Huyền Thanh trở nên đau đầu. Đại trưởng lão rõ ràng cho hắn 2 nhiệm vụ, đầu tiên là giao hảo với Trương Huyền, thứ hai. Giết hắn. Hiện tại, đến cùng là giao hảo, hay giết người đây? Lạc Huyền Thanh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đang không biết như thế nào, đột nhiên cổ tay khẽ đảo, một ngọc bài đưa tin xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngón tay điểm một chút, một dung nhan mỹ lệ vô song, không tì vết chút nào xuất hiện ở trước mặt. Muội muội, ngươi không phải bị cấm túc sao? Sao có thể liên hệ ta? Nhìn rõ ràng dung mạo của đối phương, Lạc Huyền Thanh vội vàng hỏi. Không phải người khác, đúng là muội muội của hắn, vị tiểu công chúa Lạc gia kia. Chương 2703, tiểu công chúa thỉnh cầu 2. Ta bị cấm túc, có điều, chỉ cần ta nguyện ý, đưa tin không tính là gì. Nữ hài mỉm cười, ánh mắt lộ ra tự tin nồng đậm. Luyện hóa tính không châu, lĩnh ngộ không gian đã đạt đến tình trạng có thể so với tiên tổ, đám người đại trưởng lão bố trí phong ấn, chỉ cần nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể phá vỡ mà không lưu dấu vết. Có thể đưa tin liền tốt, ca ca vừa vặn có chuyện muốn tìm ngươi. Lạc Huyền Thanh thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy nữ hài trước mắt nhìn lại. Ca, trước hết nghe ta nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn rất sủng ái ta. Muội muội cực kỳ cảm kích, ngày hôm nay đến tìm ngươi, vừa vặn có một việc muốn nhờ, mong ca ca đồng ý. Cứ nói đừng ngại, chỉ cần ca ca có thể làm được, tuyệt không chối từ. Lạc Huyền Thanh gật đầu. Chỉ cần muội muội mở miệng, đừng nói một việc, coi như lên núi đao xuống biển lửa, cũng sẽ không cau mày. Vậy ta nói. Chần chờ một chút, nữ hài nói. Ngươi hẳn phải biết, ta đã có người thích, hiện tại gia tộc đã tra ra địa phương trước đó ta đi qua. Biết những chuyện này, khẳng định sẽ phái người giết hắn. Cho nên, ta muốn cầu ca ca đi qua bảo vệ, đừng để hắn bị thương tổn. Bảo vệ? Còn tưởng rằng là chuyện gì, nghe nói như thế, Lạc Huyền Thanh chỉ cảm thấy ngực nhô lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Không sai. Nữ hài nhẹ gật đầu. Hắn chỉ là tu luyện giả bình thường, không nên nhận đãi ngộ không công bằng, không thể bởi vì ta ưa thích, liền gặp phải họa sát thân. Như vậy đối với hắn mà nói, quá không công bằng. Cảm khái một câu, nhìn lại, trong mắt mang theo mong đợi cùng khẩn cầu. Ca ca, ta chưa bao giờ cầu ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể làm được chuyện này. Ta, Lạc Huyền Thanh cắn răng, muốn nói hắn đã đáp ứng gia tộc, muốn giết tên kia, cuối cùng vẫn ngừng lại. Hắn không muốn để cho muội muội đau lòng,
Ta đồng ý. Hít sâu mấy hơi, cuối cùng Lạc Huyền Thanh vẫn nhẹ gật đầu. Ta biết ca ca tốt nhất với ta, nhất định sẽ đồng ý thỉnh cầu của ta, đa tạ ca ca. Nét mặt vui cười như hoa, ánh mắt nữ hài lộ ra hạnh phúc nồng đậm. Mặc dù ta có thể đưa tin cho ngươi, nhưng mà thời gian không thể quá lâu, nếu không sẽ rất phiền phức. Bóng dáng của nữ hài lắc lư hai lần, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Trước không vội, người bảo ta bảo vệ người ngươi thích, nhưng mà còn không có nói cho ta biết, hắn đến cùng tên là gì, ở đâu. Mặc dù đã xác định đối phương là ai, nhưng còn muốn nghe muội muội chính miệng nói ra. Hắn ở Thanh Nguyên Đế Quốc, tên gọi, Trương Huyền. Hình ảnh lắc lư hai lần, trong thanh âm mang theo quyến luyến cùng dịu dàng, bóng người kèm theo thanh âm kết thúc, cũng triệt để tiêu tán. Quả nhiên, nghe được muội muội chính miệng thừa nhận, sắc mặt của Lạc Huyền Thanh xanh lét đáng sợ, gào thét một tiếng. Trương Huyền, cũng không biết là tức giận hay vì cái gì, cả người cũng sắp muốn nổi khùng. Hắt xì, bầu trời xa xa, Trương Huyền ở trên lưng thánh thú, đột nhiên hắt hơi một cái, xoa xoa lỗ mũi, vẻ mặt mê man cùng buồn phiền. Chẳng lẽ, lại có người nhớ ta, quá ưu tú, sẽ phiền toái nhiều như vậy, ai? Chương 2704, nghiên cứu điện chủ lệnh 1. Từ thánh tử điện đi ra, vẫn hắt xì, người nhớ hắn này, cũng quá cố chấp đi. Vẫn phải khiêm tốn một chút, nếu không để cho Lạc Nhược Hy biết, có rất nhiều người ưa thích mình, khẳng định sẽ mất hứng. Trương Huyền âm thầm gật đầu, trong lòng cảm khái. Nói thật, gần đây hắn quả thực khiêm tốn hơn trước, cũng chỉ xông danh sư lâu mà thôi. Nếu không công pháp lâm, danh sư lâu, thậm chí nội viện, tượng khôi thánh, hiện còn hoàn hảo không chút tổn hại sao? Khẳng định đã sớm hỏng mất. Khiêm tốn quá mệt mỏi. Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Nếu không phải muốn điệu thấp, khẳng định đã sớm lấy ra xương ngực của ngoan nhân, liên tục khiêu chiến đám thánh tử, cũng có thể gây ra động tĩnh lớn hơn. Nhưng vì không muốn làm người khác chú ý, liền tùy tiện xông danh sư lâu, phá mấy cái ghi chép mà thôi, áp chế rất vất vả. Chẳng qua như vậy cũng tốt, khá phù hợp phẩm chất ưu tú không thích khoe khoang của hắn. Tu luyện lâu như vậy, sớm đã biết tầm quan trọng của khiêm tốn, hắn cũng không giống như phân thân ưa thích trang bức. Cảm khái một hồi, cổ tay khẽ đảo, một cái lệnh bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn sang, chính là điện chủ lệnh mà Khôi Thánh cho hắn. Trước đó trở thành danh sư bát tinh, một tầng phong ấn ở phía trên mở ra, chẳng qua lúc đó không có thời gian nhìn kỹ, hiện tại vừa vặn rảnh rỗi, cũng nên cẩn thận nghiên cứu một chút. Lúc này điện chủ lệnh tản mát ra ánh sáng ôn nhuận, bàn tay ở phía trên nhẹ nhàng phất một cái, lập tức cảm thấy một đạo ý niệm truyền tới, người ngồi tại nguyên chỗ bất động, ý niệm lại như bị hút vào một không gian đặc thù. Hô! Ý niệm của Khôi Thánh xuất hiện ở trước mắt, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Nhanh như vậy đã trở thành danh sư bát tinh, tốc độ tiến bộ của ngươi ngoài dự liệu của ta. Trong thanh âm mang theo vui mừng cùng thỏa mãn. Đúng rồi, tu luyện cửu u thần đồng tới loại tình trạng nào rồi? Để cho ta tới kiểm tra một chút. Cái này, ta còn không có luyện qua. Trương Huyền hơi xấu hổ. Cái đồng thuật này, sai lầm quá nhiều, thực sự không muốn tu luyện, từ khi đạt được đến bây giờ, nhìn cũng chưa từng nhìn. Khôi Thánh nhíu mày. Không tu luyện, thì làm sao phá giải phong ấn, chân chính kế thừa vị trí điện chủ. Muốn trở thành điện chủ, yêu cầu lớn nhất là nắm giữ minh lý chi nhãn, không luyện tập đồng thuật, căn bản không có tư cách nha. Ta rất muốn tu luyện, chỉ là bộ công pháp này quá. Được rồi, người còn có pháp quyết tu luyện đồng thuật khác không, có thể cho ta tham khảo một chút. Sợ nói thiếu hụt quá nhiều, ý niệm này bị đả kích tán loạn, Trương Huyền trần chờ một chút nói. Muốn học tập, đầu tiên phải bổ sung thành thiên đạo công pháp, nếu không, hắn cũng không muốn còn chưa luyện thành, trước biến thành bệnh mù màu hoặc người mù. Đồng thuật cao thâm ảo diệu, cũng chỉ lão sư bốc thương cổ thánh mới có năng lực sáng chế. Địa phương khác, làm sao có thể có? Khôi Thánh nhìn qua. Nơi nào không hiểu, có thể nói ra, ta giải thích cho ngươi. Trước không cần. Trương Huyền lắc đầu. Nhìn ra vị Khôi Thánh này, cũng không như Khư Mô cổ thánh, ý niệm người sau có thể giao lưu, vị trước mắt này, rất rõ ràng, không biết nội dung trước đó trò chuyện với đối phương. Không cần. Mặt mũi Khôi Thánh hơi không vui. Ngươi đây là thái độ gì? Muốn trở thành điện chủ? Nhất định phải học tập cửu u đồng thuật, mà ta ở trên đó chìm đắm không biết bao nhiêu năm, tâm đắc vô số, chẳng lẽ ngươi cảm thấy lý giải còn sâu hơn ta?
Tiền bối trước không vội nói vấn đề đồng thuật, vừa vặn ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Chương 2705, nghiên cứu điện chủ lệnh 2. Lười nghe đối phương lý giải đồng thuật, Trương Huyền nhớ tới một việc, hỏi. Nói. Khôi Thánh vung vung tay, một bộ cao nhân. Trong nội viện của Thánh Tử Điện, nội bộ tượng đá của ngươi, dường như có một khung xương của dị linh tộc. Không biết ngươi là làm sao áp chế khí tức trong đó, không để người ta phát giác. Trong lòng Trương Huyền nghi ngờ hỏi. Sau khi tiến vào nội viện phát hiện chuyện này, vẫn rất kỳ lạ, chỉ là đến bây giờ cũng không có nghĩ thông suốt. Ý niệm của Khôi Thánh xuất hiện lần nữa, vừa vặn có thể hỏi rõ ràng. Ngươi, biết trong tượng đá của ta, có khung xương của dị linh tộc. Sắc mặt của Khôi Thánh trắng nhợt, không còn khí độ cao nhân như vừa rồi, ngược lại mở to hai mắt nhìn, cực kỳ khó tin. Đúng vậy, hẳn là một dị linh tộc tên ngoan nhân ở thời kỳ thượng cổ. Trương Huyền cười nói. Khôi Thánh là đồ tôn của Khổng Sư, hẳn nghe nói qua vị ngoan nhân đại đế này. Ngươi, biết ngoan nhân. Da mặt Khôi Thánh run rẩy lần nữa. Ngươi phong ấn xương ngực của hắn ở trong tượng đá, vì sao một chút khí tức cũng không tỏa ra. Trương Huyền tiếp tục nói. Cái này. Thấy hắn nói rõ ràng, không có chút phỏng đoán nào, Khôi Thánh dừng lại một chút. Ngươi đã nhìn ra, nói cho ngươi cũng không sao. Cái kia quả thực là xương ngực của ngoan nhân đại đế. Năm đó thời điểm ta phát hiện, đã có ý niệm của mình, vì phòng ngừa phục sinh, mới nhờ lực lượng của Khổng Sư trấn áp. Lực lượng của Khổng Sư. Nội viện vừa vặn ở hạch tâm trận pháp của năm cung điện nhân nghĩa lễ chí tín, nắm giữ bút tích của Khổng Sư, lại thêm số mệnh nhân tộc hưng thịnh, dù xương ngực của ngoan nhân mạnh mẽ, cũng sẽ bị áp chế không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Khôi Thánh chậm rãi nói. Nghe hắn nói như vậy, Trương Huyền nhớ lại vị trí của nội viện cùng năm đại điện, quả nhiên phát hiện, nội viện nằm ở hạch tâm trận pháp của Thánh Tử Điện. Khó trách có thể có linh khí nồng nặc như thế, bầu không khí thích hợp học tập văn hóa như vậy. Năm đó ngoan nhân đại đế cùng Khổng Sư chiến đấu, thực lực sớm đã vượt qua cổ thánh, không phải ta có thể chống lại, muốn triệt để áp chế, không để cho phục sinh, cũng chỉ có loại biện pháp này. Lắc đầu, Khôi Thánh tràn đầy nghi ngờ nhìn qua. Cái xương ngực này, đặt ở trong tượng đá, khí tức bị áp chế không phát hiện được, minh lý chi nhãn của ngươi chẳng qua là đệ tam trọng, làm sao nhìn ra được. Nhiều đời điện chủ như vậy, lĩnh ngộ minh lý chi nhãn, đều vượt qua vị trước mắt này. Loại tình huống như vậy cũng không có nhìn ra khung xương, vị trước mắt này, không chỉ nhìn ra, còn xác nhận như vậy, làm sao làm được. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp. Trương Huyền cũng không giải thích. Ngoan nhân bằng vào thực lực của hắn, khẳng định không trấn áp được, dựa vào là thiên đạo chi thư, thứ này dính dáng thư viện, coi như đối phương là một đạo ý niệm, cũng không cần thiết nói ra. Mặc kệ ngươi làm sao nhìn ra, nhưng ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên động nó, nếu không. Coi như ngươi đạt đến thánh vực cửu trọng, cũng chưa chắc có thể chống lại. Thấy hắn không muốn nói nhiều, Khôi Thánh không hỏi thêm nữa, nhưng nhắc nhở một câu. Nếu như ta có nắm chắc thuần phục xương ngực, không cho hắn làm sằng làm bậy thì sao? Có thể lấy ra hay không? Trương Huyền nói. Nắm giữ thiên đạo chi thư, cùng trái tim và đại não của ngoan nhân, hắn có nắm chắc tuyệt đối thu phục xương ngực này, chỉ là không biết giải thích như thế nào, mới có thể không ảnh hưởng nội viện cùng tượng đá mà thôi. Thuần phục. Nghe nói như thế, Khôi Thánh sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Ngươi có thể thuần phục ngoan nhân, nói đùa cái gì chứ? Sự tình năm đó Khổng Sư cũng không làm được, ngươi cảm thấy có thể hoàn thành sao? Chương 2706, điện chủ là ai? 1. Không phải Khôi Thánh không tin, mà là căn bản không có khả năng hoàn thành. Năm đó Khổng Sư cũng từng bị ngoan nhân đại đế này vây khốn, không thể chạy trốn, như vậy đủ thấy mạnh mẽ. Ngươi một mặt học vãn bối, tu vi cũng chỉ lĩnh vực cảnh đỉnh phong, coi như thật có chút thủ đoạn cũng làm không được. Ngươi không tin. Thấy bộ dáng của hắn như vậy, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi theo ta. Nói xong ý niệm lần nữa trở lại thân thể, tinh thần khẽ động, đi vào thiên nghĩ phong xào, lần nữa tế ra lệnh bài, bàn tay chảo một cái. Ầm ầm. Một cái đầu to lớn hiện lên ở trong tổ ong, yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, tản mát ra khí tức kinh người. Chủ nhân, thanh âm của ngoan nhân vang lên. Cái này. Một hồi lắc lư kịch liệt, ý niệm của Khôi Thánh suýt chút nữa sụp đổ tại chỗ. Hắn đã từng trấn áp ngoan nhân, biết ý niệm cùng khí thức của tên này, cái đầu lâu to lớn trước mắt kia, mặc dù là bí pháp thiên công rèn đúc, nhưng ý niệm cùng sinh mệnh,
tuyệt đối là ngoan nhân, không có chút nghi ngờ nào. Đường đường ngoan nhân đại đế ở thời kỳ thượng cổ, vây khốn Khổng Sư 3 tháng cũng chạy trốn không ra, kiêu căng khó thuần, thế mà giống như sủng vật nhận tên này làm chủ. Hiện tại ta đã thuần phục trái tim, xương ngón tay cùng đầu lâu của hắn, đang siêu tập những bộ phận khác, xương ngực đã bị ngươi phong ấn, có phương pháp phá giải không? Ta cùng tiện thu lại. Trương Huyền cười cười. Có thể từ trong miệng đối phương biết được phương pháp lấy ra xương ngực, liền miễn phá hủy. Từ trong nội tâm, hắn không có ưa thích phá hư chút nào, chỉ muốn khiêm tốn, yên tĩnh tu luyện. Cái này, không có khả năng. Dường như Khôi Thánh còn không có từ trong khiếp sợ khôi phục lại, ý niệm sáng tối chập chờn, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hắn đang ở trước mắt, người CS đã nhận ra, tự nhiên biết không có nói dối, có gì không thể nào chứ. Thấy cường giả lợi hại như thế, cũng có loại thái độ này, Trương Huyền lắc đầu. Còn nói đồ tôn của Khổng Sư, một chút kiến thức cũng không có. Coi như khi ngoan nhân còn sống rất lợi hại, sau khi chết bị phân giải thành từng khối, thực lực cũng không phải rất mạnh, bị hắn thu phục, cũng không tính là gì. Không biết qua bao lâu, lúc này Khôi Thánh mới khôi phục lại, vẻ mặt cười khổ. Ngươi đã có thể thuần phục, giao xương ngực cho ngươi cũng không sao. Chỉ bất quá, phá giải phong ấn hết sức phức tạp. Xin lắng tai nghe. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, vội vàng ôm quyền. Xương ngực là ta dùng bí pháp không gian phong ấn, đã triệt để dung hợp, muốn phá giải, nhất định phải phá hư. Đang giải thích, ý niệm của Khôi Thánh kìm lòng không được lắc lư một cái, lời còn chưa nói hết, đã biến mất tại nguyên chỗ. Nhận chấn kinh quá lớn, đã vượt ra khỏi phạm vi tiếp nhận, không chịu nổi nữa. Ngươi! Trương Huyền phát điên. Đám ý niệm cổ thánh này đến cùng xảy ra chuyện gì? Cả đám đều không đáng tin cậy như thế. Khổng Sư nói một nửa thì biến mất, Khư Ngô cổ thánh nói một nửa biến mất. Tên này cũng giống vậy, trực tiếp biến mất, chơi như vậy rất vui sao? Được rồi. Trương Huyền cực kỳ buồn bực, biết tên này một khi biến mất, tức giận cũng vô dụng, đành phải xoa xoa mi tâm, tiếp tục quan sát điện chủ lệnh. Phá vỡ một đạo phong ấn. Điện chủ lệnh trở nên càng thêm lộng lẫy, phù văn giống như nước chảy, cho thấy uy lực cường đại. Đây là thánh khí tuyệt phẩm. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một lần, con mắt Trương Huyền sáng lên. Chương 2707, điện chủ là ai? 2. Mặc dù không xác định thứ này đến cùng cấp bậc gì, nhưng so với linh hư kiếm trong tay thì cường đại hơn quá nhiều. Cả hai đối đầu, người sau tất nhiên sẽ gãy tại chỗ. Không cần nghĩ, cũng biết cái lệnh bài này tuyệt đối vượt qua thánh khí thượng phẩm. Bất quá cũng không biết là nguyên nhân phong ấn, hay nguyên nhân gì khác, dù cấp bậc rất cao, nhưng lệnh bài này không có linh tính, chỉ cứng rắn cùng sắc bén, làm cho không người nào có thể chống cự. Dù vậy cũng rất đáng sợ, thánh khí tuyệt phẩm, một khi triệt để thi triển, thánh vực bát trọng cũng phải tránh né phong mang, sử dụng thỏa đáng mà nói, địa ngục thanh long thú cũng có thể tùy tiện chém giết. Không hổ là bảo vật đại biểu thân phận cho của thánh tử điện điện chủ. Quả nhiên không giống bình thường. Không biết mở ra tầng phong ấn thứ hai, sẽ có biến hóa như thế nào. Đạo phong ấn thứ nhất, đã để cho người ta vui mừng như vậy, thật không biết đạo thứ hai sẽ đạt tới cấp bậc gì. Bên này Trương Huyền cùng Khôi Thánh đối thoại, cẩn thận nghiên cứu điện chủ lệnh, vị trí đại điện của thánh tử điện quyền điện chủ, không ngừng lóng lánh ánh sáng, từng thanh âm dồn dập không ngừng vang lên, tựa như tiếng chuông. Xảy ra chuyện gì? Đám người chiêm sư, các trưởng lão vội vã lao đến. Điện chủ đại điện, đại biểu quyền uy của thánh tử điện, tuyệt đối không ai dám tới làm loạn, đến cùng xảy ra chuyện gì, lại xuất hiện loại biến hóa này. Là các đời điện chủ tưởng. Một vị trưởng lão hô lên. Đám người đồng loạt nhìn qua, quả nhiên thấy chính giữa gian phòng cung phụng rất nhiều tượng điện chủ, không ngừng lắc lư, thanh âm kịch liệt, chính là từ trên người bọn họ phát ra. Tượng lắc lư, đại biểu. Ý niệm chấn kinh, chuyện gì có thể để cho bọn họ như vậy? Miệng há mở, các trưởng lão khó tin. Mỗi một vị điện chủ chân chính của thánh tử điện, tu vi đều cao tuyệt, bất kể ánh mắt hay kiến thức, đều đạt đến đỉnh phong nhất của đại lục, làm sao có thể khiếp sợ như vậy, đồng loạt phát ra tiếng vang. Quá khó mà tin nổi. Hẳn là, điện chủ lệnh xuất hiện. Nghĩ tới điều gì, sắc mặt chiêm sư trắng nhợt, thấp giọng nói. Điện chủ lệnh xuất hiện. Người ý tứ, là thánh tử điện sắp xuất hiện một vị điện chủ chân chính. Tất cả trưởng lão đồng loạt nhìn qua. Điện chủ lệnh, chỉ có điện chủ mới có thể khống chế, thứ này xuất hiện, đã nói lên điện chủ chân chính xuất thế.
Không sai, hẳn là Khôi Thánh chọn lựa điện chủ chân chính, hơn nữa, vị điện chủ này còn phá giải phong ấn phía trên. Nếu không, không có khả năng đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Chiêm sư gật đầu. Muốn trở thành điện chủ, nhất định phải nắm giữ minh lý chi nhãn, đến cùng là ai? Tất cả mọi người tràn đầy kích động, từng cái vẻ mặt đỏ lên. Mỗi lần thánh tử điện xuất hiện điện chủ chân chính, thực lực tổng hợp đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, tựa như đi vào thời đại cao tốc phát triển, thật có thể ở thời điểm của bọn họ, xuất hiện một vị, bọn hắn tăng lên cũng có chỗ tốt rất lớn. Trước khi điện chủ không có triệt để kích hoạt điện chủ lệnh, là sẽ không cho thấy thân phận. Vẻ mặt chiêm sư nghiêm túc, khoát tay áo. Điện chủ ở trước khi chính thức kế thừa, từ trước tới nay đều che giấu tung tích, đây là quy định, cũng là một loại thủ đoạn bảo vệ, hiện tại chư vị điện chủ đã thừa nhận, nhưng đối phương không có tiết lộ thân phận, coi như bọn họ cũng không rõ lắm. Đi thăm dò có ai mới vừa đột phá thánh vực bát trọng, hoặc trở thành danh sư bát tinh. Một lát sau, chiêm sư dặn dò một câu. Thân là quyền điện chủ, đối với điều kiện phá giải điện chủ lệnh vẫn biết một ít. Vâng. Một vị trưởng lão lui ra ngoài, thời gian không lâu vội vã đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Bẩm báo chiêm sư, học sinh của Dương sư Phùng Tử Dật. Xông danh sư lâu thông qua. Chương 2708, sinh mà làm thánh một. Phùng Tử Dật cũng xông qua danh sư lâu. Một hồi yên lặng, đám người chiêm sư nói không ra tới. Danh sư lâu vài vạn năm đến nay, hết thảy chỉ có 3 người xông qua, mấy ngày nay làm sao vậy, một hơi xông 2 cái. Hơn nữa tất cả đều thành công. Hắn dùng bao lâu? Một vị trưởng lão nhịn không được hỏi. Trương sư dùng khoảng 10 phút, Phùng Tử Dật này dùng bao lâu? Chọn một ngày. Trưởng lão kia nói. Một ngày, không tính quá nhanh, nhưng cũng coi như tuyệt đỉnh, mới vừa trở thành danh sư bát tinh, ý niệm của chư vị điện chủ liền chấn động, có thể hắn là tân nhiệm điện chủ hay không? Chiêm sư phỏng đoán nói. Rất có thể. Tất cả trưởng lão đồng thời gật đầu. Dù Trương sư vượt quan tốc độ rất nhanh, nhưng sau khi xông qua, cũng không có xuất hiện bất kỳ biến cố, mà vị Phùng Tử Dật này, mới vừa trở thành danh sư bát tinh, liền dẫn tới biến hóa như thế, chẳng lẽ hắn đã chiếm được Khôi Thánh công nhận, trở thành người ứng cử điện chủ duy nhất. Vị Phùng Tử Dật này, khẳng định sẽ quay về tổng bộ danh sư đường, làm sao? Thiết lập hắn làm người ứng cử. Vậy thì không biết, Khôi Thánh là viễn cổ thánh giả, nhìn xa trông rộng. Có lẽ thấy được sự tình chúng ta nhìn không ra. Nói thật, nếu như điện chủ thật xuất hiện ở thời đại này, ta cảm thấy Trương sư khả năng càng lớn. Nghe nói, hắn là sư huynh của Phùng Tử Dật, bất kể một hạng nào, đều vượt qua người bình thường quá nhiều. Điều kiện tuyển chọn điện chủ, là nắm giữ minh lý chi nhãn, dù Trương sư thiên tư vô song, không kém tiểu công chúa Lạc Gia chút nào, nhưng nếu như không có loại năng lực này, cũng chỉ uổng công. Cũng phải. Đám người nghị luận ầm ĩ, mỗi người nhíu mày lại. Thật muốn có người ứng cử điện chủ, Trương sư cùng Phùng Tử Dật đều có thể, nhưng cụ thể là ai, bọn họ không dám xác nhận, có điều phần lớn người đều khuynh hướng Phùng Tử Dật. 89 phần 10 là Phùng Tử Dật, Trương sư hẳn là về sau sẽ trở về tiếp nhận địa vị của Dương sư. Thương nghị một hồi, ai cũng không bỏ ra nổi chủ ý, Chiêm sư mở miệng nói. Được rồi, nếu như đã xác nhận người ứng cử điện chủ, chuyện này bất kỳ người nào cũng không được truyền đi, về sau đối đãi vị điện chủ tương lai này, không thể có bất kỳ thờ ơ, bất kỳ nhu cầu gì cũng tận lực thỏa mãn. Vâng. Mọi người đồng thời gật đầu, ngậm miệng không nói. Từ thánh tử điện đến Trương gia khoảng cách rất xa, cho dù ngồi thú sủng của Kiếm Tần Sinh, cũng bay qua tiếp cận một tháng. Rảnh rỗi nhàm chán, nghiên cứu điện chủ lệnh, Trương Huyền bắt đầu củng cố tu vi. Tốn 3 ngày 3 đêm. Thực lực lĩnh vực cảnh đỉnh phong triệt để củng cố, lại lần nữa rèn luyện thân thể cùng nguyên thần, lúc này mới cảm thấy nhàn rỗi. Ngay sau đó cùng Kiếm Tần Sinh thảo luận kiếm pháp, người sau được lợi rất nhiều, lại phi hành hơn 20 ngày. Đại khái 2 ngày nữa sẽ đến Trương gia. Nhìn sơn mạch phía dưới liên miên chập trùng, Kiếm Tần Sinh xác nhận vị trí, tràn đầy kích động. 2 ngày sau, liền có thể rửa sạch nhục nhã, đạp hưng mộng kiếm thánh không ai bì nổi, ưa thích trang bức ở dưới chân. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tràn đầy kích động. Đối phương mở đại hội gia tộc, chúng ta đi qua khiêu chiến như thế, có thể phá hư lễ tiết của danh sư hay không? Trương Huyền nhìn qua, mặc dù rất muốn giáo huấn Trương gia một lần, nhưng dù sao cũng là danh sư, làm việc phải có chừng mực, không thể tùy ý làm bậy. Thật ra thì cũng không phải ta muốn đi khiêu chiến,
mà là bọn họ mời, Trương gia làm đệ nhất gia tộc của đại lục, gia tộc thịnh hội, tự nhiên có ý định lập uy. Có thể thừa cơ giáo huấn, không thể thích hợp hơn. Kiếm Tần Sinh khẽ nói. Cũng không phải hắn muốn tới, mà là đối phương mời. Mục đích là vì biểu hiện cho thế nhân thấy Trương gia mạnh mẽ. Chương 2709, sinh mà làm thánh 2. Trước đó, chỉ có thể bị động trở thành bàn đạp của đối phương, hiện tại có Trương Sư, vị siêu cấp thiên tài này lĩnh ngộ hai loại chân giải, hậu bối của đối phương, coi như lợi hại hơn nữa, lại như thế nào? Còn có thể vượt qua hắn sao? Mời. Trương Huyền nghi ngờ. Đúng vậy, Trương gia rất thích làm như vậy, mỗi một lần gia tộc đại hội, đều sẽ mời rất nhiều người, không chỉ ta, ma âm, luyện đan, luyện khí, thuần thú. Rất nhiều chức nghiệp, đều sẽ nhận được lời mời. Nói là tới dự lễ, trên thực tế là để người trẻ tuổi tiến hành đủ loại tỉ thí. Mặc dù không vừa lòng, nhưng Kiếm Tần Sinh vẫn không khỏi cảm khái. Bất quá, mặc dù bọn hắn làm như vậy vì nổi bật Trương gia lợi hại, nhưng cũng không thể không bội phục, quả thực có vốn liếng mạnh mẽ. Tu luyện giả cùng độ tuổi, có thể vượt qua thiên tài của Trương gia, xác thực không nhiều. Mời các đại chức nghiệp. Trương Huyền sững sờ, ngay sau đó nhớ tới Bích Hồng Âm lúc trước. Năm đó thời điểm vị tiểu thiên tài kia ra đời, hình như cũng mời không ít chức nghiệp giả tới, lão sư của nàng cũng ở trong đó. Lần trước Trương gia gia tộc đại hội, là ở 20 năm trước, vị tiểu thiên tài kia vừa đầy tháng, lúc ấy mấy học sinh của ta, toàn bộ thua ở trong tay một người. Nhớ tới một màn lúc trước, mặt mũi Kiếm Tần Sinh đắng chát. Thân truyền của Hưng Mộng Kiếm Thánh, một người một kiếm, tất cả học sinh của hắn đều bị đánh không có sức đánh trả, mặt mũi không còn. Nguyên nhân chính là như vậy, những năm này, một mực nhẫn nhịn, không chỗ phát tiết. Nếu không phải gặp được vị Trương sư này, khả năng đời này cũng đừng hy vọng có thể báo thù rửa hận. Tiểu thiên tài đầy tháng. Đúng rồi, người đã tham gia lần đại hội kia, có thấy được tiểu thiên tài không? Có chút hiếu kỳ, Trương Huyền nhịn không được nhìn qua. Đương nhiên gặp qua, mặc dù vừa ra đời không lâu, lại cho người ta một loại lăng lệ chi ý, như ẩn chứa thiên địa đại đạo, tùy tiện nhìn một cái, sẽ cảm thấy đạo tâm bất ổn, cực kỳ mặc cảm. Nhớ tới một màn 20 năm trước, Kiếm Tần Sinh không tự chủ được cảm khái. Không thể không nói, cái tên Hưng Kiếm Thánh này, không chỉ lý giải kiếm đạo không yếu, hài tử cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ta còn chưa bao giờ thấy qua hài tử thiên phú như vậy. Một hài tử vừa ra đời, có thể có thiên phú gì? Cái này nói có chút khoa trương đi. Vẻ mặt Trương Huyền khó coi. Nếu như tên này thật lợi hại như vậy, khẳng định đã sớm uy chấn thiên hạ, làm sao có thể một lần cũng không xuất hiện qua. Trương gia cũng đối với hắn ngậm miệng không nói, giữ kín như bưng. Khoa trương. Kiếm Tần Sinh lắc đầu. Không có chút khoa trương nào. Ồ. Ta nói chính là sự thật, ngươi không tin, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thấy qua trời sinh thánh giả không? Kiếm Tần Sinh nói. Trời sinh thánh giả. Trương Huyền cau mày, tràn đầy không hiểu. Vừa ra đời, liền đạt đến thánh vực, sinh mà làm thánh, căn bản khỏi cần tu luyện. Kiếm Tần Sinh gật đầu. Ra đời liền là thánh giả. Cái này sao có thể? Con ngươi của Trương Huyền co rụt lại. Hắn vì tu luyện tới thánh vực. Hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng, hao phí hơn nửa năm, đối phương vừa ra đời liền trở thành thánh giả, cái này. Làm sao có thể? Còn chưa từng nghe nói qua, có người có thể như vậy. Coi như Lạc Nhược Hy cũng không đạt tới. Đúng vậy, lần đầu tiên ta nhìn thấy, cũng cảm thấy khó tin, nhưng sự thật là như vậy. Cảm khái một tiếng, đột nhiên Kiếm Tần Sinh nhớ tới cái gì, nhìn hắn nghi hoặc nói. Đúng rồi, suy nghĩ kỹ một chút. Dung mạo của vị tiểu thiên tài kia, cùng ngươi lại giống nhau đến mấy phần. Chương 2710, là hắn. Một. Ta. Trương Huyền sững sờ, sau đó cười khổ. Cái này sao có thể? Hắn cũng đã đo lường qua, trong cơ thể không có huyết mạch Trương gia, cũng cho thấy, căn bản không phải người Trương gia. Lại nói, nếu thật là thiên tài Trương gia, tại sao không ai đến tìm hắn? Đánh đám người Trương Thuần, Trương Phong. Sẽ không có người phát giác dị thường sao? Huống chi, đối phương là trời sinh thánh giả, tu vi mình thấp như vậy, căn bản không có khả năng so sánh. Bất quá, thiên phú cao lại như thế nào? Dám cùng hắn tranh Nhược Hy, tuyệt đối sẽ đánh đối phương răng rơi đầy đất. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, chẳng qua thần thái, quả thực có chút tương tự, đương nhiên,
cũng có thể là thời gian quá lâu, nhớ không rõ mà thôi. Kiếm Tần Sinh nhịn không được cười lên, lắc đầu. Tiểu thiên tài, thiên tư như vậy, nhất định được bảo vệ cùng bồi dưỡng nghiêm mật nhất, làm sao có thể mặc cho hắn lưu lạc ở bên ngoài, biến thành một tán tu. Trừ khi người Trương gia đầu óc bị lừa đá, nếu không, tuyệt không có khả năng. Cùng Kiếm Tần Sinh ở trên lưng thánh thú thảo luận, ở trên không Trương gia, một thân ảnh nhanh chóng bay tới, rơi vào ngoài cửa. Dương sư tọa hạ Hồ Nhất Phi, cầu kiến Trương gia gia chủ. Đưa lên danh thiếp, bóng người ôm quyền. Không phải người khác, chính là cùng Tôn Cường cạnh tranh thân phận hạ nhân của Dương sư, độc điện tả sứ Hồ Nhất Phi. Giờ phút này, không biết hắn liên tục phi hành bao lâu, cả người có chút mỏi mệt, khí tức hỗn loạn. Sau khi rời Thánh Tử Điện, cũng không đi tìm Dương sư, mà tới Trương gia, cẩn thận tính toán, đã ở trên không trung liên tục phi hành tiếp cận một tháng. Chờ một chút, người gác cổng không dám thất lễ, vội vã đi vào, thời gian không dài lần nữa đi ra. Tiền bối, mời tới bên này. Theo sát ở phía sau đi vào tiểu viện, thời gian không dài, đi tới một gian phòng rộng rãi. Trong phòng, một trung niên ngồi ở chủ vị, trên mặt có vẻ mệt mỏi, thấy hắn tới, xòe bàn tay ra nói. Hồ huynh, đã lâu không gặp, mời ngồi. Gặp qua Kiếm Thánh. Không dám ngồi xuống, Hồ Nhất Phi ôm quyền khom người. Mặc dù hắn là độc sư cửu tinh, tu vi cũng cao thái quá, nhưng ở trước mặt vị này, vẫn không dám làm càn. Không nói kiếm pháp, chỉ là thực lực, cũng không phải hắn có thể chống lại. Không cần khách khí. Trung niên khoát tay áo. Ta tới nơi này là muốn hỏi thăm, hướng đi của lão gia nhà chúng ta, nửa năm trước cùng ta tách ra, nói muốn tới Trương gia, không biết có ở đây không? Hồ Nhất Phi ngẩng đầu hỏi. Dương sư quả thực tới, có điều đang bế quan, ta cũng liên lạc không được. Trung niên nhân nói. Bế quan. Hồ Nhất Phi hiểu được, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, dường như có lời gì muốn nói, nhưng không biết có nên nói hay không. Làm sao vậy? Chuyện gì cứ nói đừng ngại. Nhìn ra ý nghĩ của hắn, trung niên nhíu mày hỏi. Là như thế này, ta phát hiện một vị thiên tài chừng 20 tuổi, trong cơ thể hắn. Hình như có, tiên thiên thai độc ta đã từng hạ qua. Dừng lại một chút, Hồ Nhất Phi cắn răng nói. Ngươi hạ độc. Đột nhiên đứng dậy, thân thể trung niên không ngừng run rẩy, có chút không dám tin tưởng. Ngươi xác định, ta hạ độc, mặc dù đã cách nhau nhiều năm như vậy. Hơn nữa bị làm hao mòn rất suy yếu, nhưng vẫn có thể tùy tiện nhận ra, chắc chắn sẽ không sai lầm. Hồ Nhất Phi gật đầu nói. Hắn tên là gì, ở nơi nào? Chương 2711, là hắn. 2. Trung niên cực kỳ kích động, vội vàng nhìn qua, mất đi trầm ổn như trước, giọng nói cũng có chút gấp rút. Hắn gọi Trương Huyền, bây giờ đang ở Thánh Tử Điện. Hồ Nhất Phi nói. Trương Huyền, mặc dù tên không đúng. Nhưng họ Trương. Nhíu mày, sau đó trung niên nhân nghĩ tới điều gì, tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Nhất định là hắn, tuyệt đối là hắn, nhanh đi mời tới, nói ta muốn gặp. Phân phó một tiếng, lời còn chưa nói hết, ngay sau đó ngừng lại. Không cần, ta tự mình đi qua. Nói xong, từ chỗ ngồi đi xuống, lấy ra một ngọc phù đưa tin, một đạo ý niệm truyền qua, thời gian không dài, một phụ nhân vội vã bay tới. Mặc dù thoạt nhìn không còn trẻ nữa, nhưng từ dung mạo cùng dáng người đều có thể nhìn ra, lúc tuổi còn trẻ, tuyệt đối là mỹ nhân tuyệt thế, không kém đám người Hồ Yêu Yêu chút nào. Đặc biệt là khí tức trên người, như một chuôi trường kiếm ra khỏi vỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm rách hư không. Mộng Kiếm Thánh, Vương Mộng Á. Có tin tức của hắn, là thật. Hốc mắt ửng hồng, Mộng Kiếm Thánh nhìn lại, dường như tràn đầy lo lắng, sợ lòng tràn đầy mong đợi lần nữa thành không. Hồ huynh nói, ở Thánh Tử Điện gặp một vị thiên tài chừng 20 tuổi, trong cơ thể nắm giữ thai độc hắn gieo xuống. Trung niên nhân chỉ Hồ Nhất Phi, Mộng Kiếm Thánh vội vàng nhìn tới. Hồi bẩm phu nhân, tại hạ nói là chính xác 100%, tuyệt không dám lừa gạt. Vội vàng khom người, Hồ Nhất Phi nói sự tình lúc trước một lần. Khẳng định là hắn. Thân thể mềm mại lắc lư một cái, nước mắt của Mộng Kiếm Thánh sắp chảy ra, vội vàng ngẩng đầu nhìn phu quân của mình. Ta muốn đi Thánh Tử Điện, người có đi hay không? Đương nhiên phải đi. Trung niên nhân gật đầu. Gia tộc đại hội sắp tổ chức, ngươi là gia chủ lại không có mặt, không sợ lão tổ tức giận sao? Mộng Kiếm Thánh nói. Chúng ta đã vì gia tộc trả giá đủ nhiều, tìm nhiều năm như vậy,
thật vất vả có tin tức xác thật, ai không cho ta đi, liền cùng ta đối nghịch, cùng ta là địch. Bàn tay lớn vẫy một cái, trung niên nhân lộ ra khí tức cường đại. Đặc biệt là kiếm ý, tựa như lúc nào cũng sẽ phóng lên trời, bay lượn cửu tiêu. Đúng vậy, đã vì gia tộc trả giá đủ nhiều. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn trải qua được không, có chịu khổ hay không. Nước mắt của Mộng Kiếm Thánh nhỏ xuống. Đi thôi. Thấy vợ khóc, trung niên vung tay lên. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, một thánh thú xuất hiện ở trước mắt, thân thể nhoáng một cái, rơi vào lưng thú, Mộng Kiếm Thánh theo sát tới. Hồ huynh, người mới vừa nói sự kiện kia, hy vọng đừng nói cho bất luận người nào, mặt khác, hướng đi của vợ chồng chúng ta, cũng hy vọng có thể bảo mật. Đứng trên lưng thú, trung niên ôm quyền. Kiếm Thánh yên tâm, loại sự tình này, ta tự nhiên không dám nói ra ngoài. Hồ Nhất Phi vội vàng gật đầu. Hắn biết nếu mình dám tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ bỏ mình tại chỗ, liền vội vàng đáp ứng, một chút cũng không dám do dự. Vậy là tốt rồi, nếu như người ngươi nói kia, thật là người chúng ta muốn tìm, hai vợ chồng ta trở về nhất định sẽ cảm kích. Nói xong, trung niên lần nữa nhìn qua. Mặt khác, Dương Sư ở Trương gia tu luyện, hoàn toàn không cần lo lắng, an tâm ở đây là được, ta đã đưa tin, một khi xuất quan sẽ đến tìm ngươi. Cảm ơn Kiếm Thánh. Hồ Nhất Phi lần nữa ôm quyền. Ừm. Không nói thêm lời, trung niên ra hiệu. Phần phật. Thánh thú lập tức phá không, thẳng tắp bay lên bầu trời, chính là phương hướng Thánh Tử Điện. Phi hành thời gian không dài, liền thấy một thánh thú chạm mặt bay tới. Là vân quang thánh thú của Kiếm Tần Sinh. Nhận ra được, lông mày của trung niên nhíu một cái. Chương 2712, Kiếm Đạo 5 loại 1. Kiếm Tần Sinh, hắn quá mức cố chấp. Được rồi, một khi gặp mặt, chậm trễ không ít thời gian, hiện tại ta chỉ muốn đi xem Trương Huyền kia một chút. Vẫn là đi đường vòng đi. Mộng Kiếm Thánh gật đầu. Tốt, cũng biết cùng vị Kiếm Tần Sinh này gặp nhau, nhất định sẽ xoắn suýt chuyện quá khứ. Trung niên nhẹ gật đầu, bàn chân nhẹ nhàng đạp mạnh, thánh thú lập tức chui vào trời cao, không thấy tung tích. Ừm, thánh thú biến mất, trong phòng Kiếm Tần Sinh nhíu mày. Làm sao vậy? Trương Huyền nhìn qua. Tình huống bình thường, không có người sẽ không ngừng phóng thích thần thức, bởi vậy, cũng không nhìn thấy thánh thú phía trước chui vào tầng mây. Một thánh thú cấp bậc cao bay qua. Không có việc gì, hẳn là không có phát hiện chúng ta, nếu không liền phiền toái. Kiếm Tần Sinh lắc đầu. Hưng Mộng Kiếm Thánh là Trương gia gia chủ, thánh thú cũng không phải duy nhất, tùy tiện có thể chọn lựa một con cước lực tốt ngồi, khoảng cách song phương khá xa, lại thêm tránh né nhanh, hắn cũng không thấy rõ người trên lưng thú là ai. Nhưng lại xác nhận, thánh thú này, vượt xa vân quang thánh thú của hắn. Cấp bậc vượt qua, lại xoay người rời đi, hẳn là không có phát hiện, nếu không. Bọn họ nhất định phải đối mặt một phen khổ chiến. Dù tu vi đạt tới thánh vực, đã có thể bay đi, khỏi cần sợ hãi rơi xuống ngã thương, nhưng ở trên không cùng siêu cấp thánh thú đối kháng, sẽ không chiếm bất kỳ ưu thế nào, có thể cẩn thận, liền tận lực cẩn thận. Vậy là tốt rồi. Trương Huyền cũng rõ ràng điểm ấy. Thở phào nhẹ nhõm. Trương gia cách nơi này đã không xa, tăng thêm tốc độ, hẳn là nửa ngày sẽ đến. Không đi xoắn suýt thánh thú không có phát hiện bọn họ kia, Kiếm Tần Sinh lần nữa xác nhận vị trí, cười nói. Muốn ta cùng người Trương gia so kiếm, không biết, Trương gia có thiên tài nào để cho người ta kính sợ, lại lĩnh ngộ loại chân giải nào. Trương Huyền nhìn lại hỏi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, dù nắm giữ tự tin tuyệt đối. Đối phương cùng cấp bậc so kiếm với hắn, là tự rước khuất nhục, nhưng vẫn phải cẩn thận cho thỏa đáng, nếu không, không những không có giúp người báo thù rửa hận, còn bị người đánh thành đầu heo. Còn có tư cách gì đi đánh tơi bời vị tiểu thiên tài kia, cưới Lạc Nhược Hy. Cho nên, lần này đi Trương gia, mục đích chỉ có một, lập uy. Quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, coi như vị tiểu thiên tài một mực không xuất hiện kia xuất hiện, cũng phải để hắn biết mình lợi hại. Hiện nay thiên tài Trương gia lĩnh ngộ kiếm thuật nhiều nhất tên. Trương Húc, Hưng Mộng Kiếm Thánh từng cho chỉ điểm, lần trước tới tìm ta, bị ta liếc mắt phát hiện, trực tiếp đuổi ra ngoài. Kiếm Tần Sinh nói. Trương Húc, Trương Huyền gật đầu. Chuyện này hắn nghe Thủy Thiên Nhu nói qua một lần, cũng từng nghĩ vị trước mắt này tính tình có chút cổ quái. Nguyên lai cùng Trương gia gia chủ có ân oán, mới không chào đón, tìm cái cớ đuổi đi thôi, cũng không phải là bản tính để cho người ta không thể phỏng đoán. Kiếm đạo chân giải hết thảy có 5 loại, người lĩnh ngộ chân giải của kiếm lão nhân,
chính là lực lượng pháp tắc, lại lĩnh ngộ phòng ngự pháp tắc của Lưu Thủy Tiên Tổ, còn lại ba loại, theo thứ tự là, linh mẫn, tốc độ cùng. Không. Nói đến kiếm pháp, vẻ mặt Kiếm Tần Sinh nghiêm túc lên. Không. Trương Huyền không hiểu. Linh mẫn, tốc độ, hắn có thể lý giải, nhưng không là cái gì. Không là cái gì, ta cũng không biết, chỉ nghe qua truyền thuyết, nghe nói năm đó Khổng Sư từng đạt tới loại cảnh giới này, tiện tay một chiêu, tốc độ không nhanh, lực lượng không mạnh, phòng ngự tất cả đều là sơ hở, nhưng lại bỏ qua chiêu số của đối thủ, nhẹ nhõm đánh tan đối phương. Kiếm Tần Sinh giải thích. Chương 2713, Kiếm Đạo 5 loại 2. Không là không tồn tại, là hư không, chân chính dung hợp đại đạo, đoán không sai, loại cảnh giới này, hẳn là dung hợp 4 loại chân giải còn lại mới làm được. Chỉ là, lĩnh ngộ một loại chân giải, liền cần tiêu tốn tinh lực cả đời, 4 cái. Trừ Khổng Sư, hiện nay còn không người có thể làm được. A hát, Trương Huyền gật đầu. Hắn lĩnh ngộ 2 loại chân giải, trên kiếm đạo, không thể thấp hơn vị trước mắt này, dù đối phương nói mập mờ, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Kiếm đạo chân giải, là kiếm pháp phù hợp đại đạo, nhưng cách kiếm đạo đỉnh phong chân chính, còn có khoảng cách rất lớn, không hẳn là một loại cảnh giới khoảng cách gần hơn. Trương gia lĩnh ngộ chân giải là tốc độ, để hắn thi triển kiếm pháp, tốc độ sẽ trở nên cực nhanh, tựa như không có thời gian, cho nên, cực kỳ đáng sợ. Kiếm Tần Sinh nói tiếp. Tốc độ. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc. Lực lượng huyết mạch của Trương gia có thể điều khiển thời gian, hắn là tự mình gặp được, quả thực rất lợi hại. Bọn họ lĩnh ngộ tốc độ, hẳn là liên quan đến loại thiên phú huyết mạch này. Tục thiên hạ võ công, phô kiên bất phá, chỉ nhanh không phá. Nhanh, vĩnh viễn là đại sát khí trong chiến đấu. Nhất kiếm phá hải của hắn, dù lực lượng cực mạnh, uy lực lớn thái quá, nhưng thời điểm thi triển, cần tiêu tốn thời gian tụ lực, thật muốn tốc độ cực nhanh, không cho mình thời gian tụ lực, muốn thắng được, gần như không có khả năng. Đúng vậy, kiếm pháp của bọn hắn, tốc độ nhanh vượt qua thời gian. Lưu Thủy kiếm ý, không kiên trì được bao lâu, sẽ bị đâm xuyên, lại thêm công kích tốc độ thua đối phương, cho nên nhiều lần tỉ thí, học sinh của ta đều thua. Kiếm Tần Sinh lắc đầu. Mặc dù biết vị trí căn cơ của kiếm pháp đối phương, biết rõ nguồn căn, nhưng đối với hắn mà nói, lại tìm không thấy biện pháp giải quyết. Nói như vậy, chẳng phải không cách nào chiến thắng. Trương Huyền cau mày. Ngươi cũng hết cách, coi như kiếm pháp của ta mạnh hơn ngươi một ít, chỉ sợ cũng rất khó vượt qua. Chiến thắng quả thực rất khó, nhưng cũng không phải không có cách nào, năm đại chân giải kiếm pháp, trừ không, không người giải ra, 4 cái khác, hầu như đều tương sinh tương khắc. Tốc độ nhanh, lực lượng khó tránh khỏi không đủ, chân giải của kiếm lão nhân phối hợp Lưu Thủy chân giải, chính là phương pháp phá giải tốt nhất. Kiếm Tần Sinh nói, Trương Huyền nghi ngờ, mới vừa rồi còn cảm thấy, tụ lực cần thời gian, đối phương chắc chắn sẽ không cho, làm sao ở trong miệng đối phương lại rất dễ dàng. Người đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thấy hắn bình thường lý giải chiến đấu sâu như vậy, giờ phút này lại có chút hồ đồ, Kiếm Tần Sinh nở nụ cười. Lưu Thủy kiếm ý, thi triển ra, dù chặn không được bao lâu, nhưng đối với ngươi mà nói, chỉ cần mấy hơi thở là đủ rồi, chỉ cần dùng khoảng thời gian này, tới xúc tích lực lượng, liền có thể dùng ra tuyệt chiêu của kiếm lão nhân, dùng lực lượng tấn công cường đại nghiền ép đối thủ. Tất cả thủ đoạn, tất cả chiêu số, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, đều là vô dụng. Cái này, Trương Huyền há to mồm, nhịn không được cười lên. Quả thực, vừa rồi vẫn nghĩ tách ra sử dụng 2 loại chân giải, không nghĩ tới điểm ấy. Liên hợp cùng một chỗ, uy lực không thể so sánh nổi. Lưu Thủy chân giải phòng ngự, công kích chân giải nghiền ép. Nhất lực hàng thập hội, coi như tốc độ của đối phương nhanh, coi như nắm giữ chân giải đặc thù, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, cũng không có cách nào phản kháng. Triệt để mất đi tác dụng. Lực lượng, mới là vốn liếng lợi hại nhất. Có kỹ xảo, không có lực lượng, cũng chỉ là uổng công. Thật giống như ở trước mặt đế quốc, vương quốc lại nhảy nhót, cũng vô dụng mà thôi, chênh lệch quá lớn, không phải xuất hiện một hai cường giả là có thể bù đắp. Chương 2714, đến Trương gia. 1. Cho nên đến lúc đó, cùng người Trương gia đối chiến, trước tiên có thể dùng Lưu Thủy kiếm ý phòng ngự, sau đó lại tiến hành phản kích. Cả hai phối hợp, coi như Trương Húc, cũng không phải đối thủ, có thể đánh bại dễ dàng. Kiếm Tần Sinh nói tiếp. Hắn không người đối kháng được Trương gia, nhưng vị trước mắt này có thể. Lĩnh ngộ 2 loại kiếm đạo chân giải, đối với kiếm pháp lý giải đã vượt qua hắn không biết bao nhiêu,
chỉ cần hai thứ này phối hợp lẫn nhau, không xuất hiện sai lầm, kiếm thuật cùng cấp bậc, tuyệt đối có thể xưng vô địch. Coi như Hưng Mộng kiếm thánh mạnh hơn, cùng cấp bậc, cũng khó có thể chống lại, tựa như hắn bị đánh không hề có lực hoàn thủ vậy. Trừ khi đối phương cũng giống như vị trước mắt này, lĩnh ngộ hai loại chân giải. Đương nhiên, Trương Húc chỉ là thiên tài của Trương gia đi thánh tử điện học tập, không nhất định là mạnh nhất, lợi hại nhất, sau khi tới, tất cả cẩn thận, không nên khinh địch. Nói đến đây, vẻ mặt Kiếm Tần Sinh nghiêm túc nói. Đặc biệt là vị tiểu thiên tài kia, đến bây giờ, không có người biết tin tức của hắn, đoán không sai, lần này vô cùng có khả năng xuất hiện, dùng tư thái vô địch chấn kinh thế nhân. Tiểu thiên tài. Đúng vậy, lần trước Trương gia gia tộc đại hội, là hắn đầy tháng, hướng thế nhân tuyên bố mạnh mẽ, 20 năm qua, một mực không có tin tức, ta nghi ngờ là Trương gia cố ý ẩn trốn, mục đích đúng là vì hiện tại, bỗng nhiên nổi tiếng. Làm cho tất cả mọi người biết, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kiếm Tần Sinh nói. Trương Huyền siết chặt nắm đấm, híp mắt lại. Đối phương nói không sai, chiếu theo tính cách vô sỉ của Trương gia, loại sự tình này, thật đúng là có khả năng làm được. Cố làm ra vẻ huyền bí, cố ý nói ra một ít lời giống thật mà là giả, để cho người ta không hiểu rõ nổi, trên thực tế lại để tên này, ở thời điểm trọng yếu nhất đi ra. Sinh ra thành thánh, nói thật, trong lòng không có áp lực đó là giả. Dù sao Lạc Nhược Hy không có loại năng lực này, cũng nắm giữ thực lực vượt xa hắn, đối phương ra đời ở Trương gia, tài nguyên vô số, lại thêm thiên phú tuyệt đỉnh. Ai biết đã đạt đến loại cảnh giới nào. Thật ra thì, cũng không cần căng thẳng, coi như thua hắn, cũng không tính là gì, sinh ra thành thánh, năm đó Khổng Sư cũng không làm được, dù thua, cũng không có người sẽ nói nhiều. Thấy vẻ mặt của hắn không đúng, Kiếm Tần Sinh an ủi một câu. Bất quá, không an ủi còn tốt, vừa an ủi, vẻ mặt của Trương Huyền càng thêm khó coi. Thua gia hỏa chỉ biết trang bức kia, nằm mơ. Tiền bối, người có công pháp tu luyện nhập hư cảnh không? Càng nhiều càng tốt. Vẻ mặt không ngừng biến ảo, Trương Huyền cắn răng. Thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh đã củng cố hơn 20 ngày, vị tiểu thiên tài kia đã có khả năng xuất hiện, cũng nên nghĩ biện pháp mau chóng đột phá. Nếu không, khoảng cách đối phương lớn như thế, có tư cách gì giáo huấn đối phương? Công pháp nhập hư cảnh, chỉ có một bản, là tiên tổ lưu lại. Biết vị trước mắt này có sở thích đọc sách, Kiếm Tần Sinh cũng chẳng suy nghĩ gì, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một quyển sách đưa tới. Cảm ơn. Tiện tay nhận lấy, Trương Huyền thu vào trong óc. Quả thực là một bộ pháp quyết tu luyện nhập hư cảnh, cấp bậc cực cao, ẩn chứa kiếm ý, hẳn là pháp quyết tu luyện độc môn của hắn. Tinh thần khẽ động, cùng công pháp trước đó siêu tập dung hợp lại với nhau. Còn có một chỗ thiếu hụt. Ánh mắt sáng lên, trước đó đã siêu tập không ít công pháp nhập hư cảnh, tập hợp cùng một chỗ, mặc dù đã tạo thành thiên đạo công pháp, nhưng vẫn có vài chỗ tỉ vết, để hắn khó mà luyện thành. Mà bây giờ, dùng hợp bộ pháp quyết này, chỉ còn lại có một chỗ, đang muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, làm sao bổ sung thiếu hụt cuối cùng, liền nghe thanh âm của Kiếm Tần Sinh vang lên lần nữa. Đúng rồi, lần này ngươi không phải lấy thân phận học sinh của ta tới cùng Trương gia giao lưu. Mà là lấy thân phận sư huynh cùng thế hệ của ta. Sư huynh. Trương Huyền ngẩng đầu. Ngươi quan sát chữ kiếm, học thành lưu thủy kiếm quyết, ta cũng làm không được, tự nhiên không có tư cách xưng hô lão sư của ngươi, còn không bằng nói thẳng sư huynh cùng thế hệ, như vậy đi qua cũng không đến mức lộ tẩy. Chương 2715, đến Trương gia. 2. Kiếm Tần Sinh nói. Chính hắn lý giải kiếm đạo cũng không bằng đối phương. Để đối phương giả mạo học sinh, rõ ràng không thích hợp. Đối phương lĩnh ngộ chữ kiếm, học được lưu thủy kiếm quyết, tương đương với đạt được tiên tổ truyền thừa, đồng căn đồng nguyên, hơn nữa lý giải khắc sâu hơn hắn, xưng hô như vậy, không tính quá phận. Lý giải ý tứ của đối phương, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Thân phận gì đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể giáo huấn người Trương gia, giấu giếm thân phận cũng không có gì. Được rồi, điều chỉnh một chút đi. Một khi đến Trương gia, sẽ không có nhàn hạ như hiện tại. Cái gì cần nói đều đã nói, Kiếm Tần Sinh phất phất tay. Trương Huyền nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh trạng thái cùng lực lượng. Không biết qua bao lâu, thân thể đột nhiên chấn động, ngay sau đó cảm thấy một cảm giác áp bách cường đại từ không trung cuốn tới, vội vàng mở mắt ra, ngay sau đó liền nghe một thanh âm vang lên. Phía trước là bằng hữu nơi nào, mời báo họ tên. Để chúng ta đăng ký. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía trước,
chỉ nhìn thấy mấy lão giả đứng ở trên lưng thánh thú, ôm quyền đứng thẳng. Từ xa nhìn lại, không biết mấy người rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ biết là phối hợp thánh thú kia, khí tức bao vây bốn phía, căn bản không có cách xông qua. Tại hạ thánh tử điện kiếm Tần Sinh, được mời đến đây, đây là thiếp mời của ta. Bàn tay kiếm Tần Sinh run lên, một ngọc phù thẳng tắp bay về phía trước, rơi vào lòng bàn tay của một lão giả. Nguyên lai là Tần Sinh kiếm thánh, thất lễ, mời tới bên này. Cúi đầu nhìn một cái, lão giả vội nói. Làm phiền. Gật gật đầu, kiếm Tần Sinh khống chế thánh thú dưới thân, chậm rãi hạ xuống. Người ở trên không trung, Trương Huyền nhìn phía trước, chỉ nhìn thấy một thành trấn to lớn xuất hiện ở trước mắt. Cái thành trấn này, dựa vào sơn mạch, hình thành xu thế long hổ, đủ loại trận pháp dày đặc, tựa như long bàng hổ cứ, xông vào mà nói, đừng nói thánh vực bát trọng, coi như cửu trọng, thậm chí danh sư cửu tinh chân chính, cũng khó mà đi vào. Trương gia còn gọi là long hổ thành, đủ loại trận pháp, là năm đó tiên tổ Trương gia tự tay bố trí, uy lực vô tận. Mấy vị này là trưởng lão trong đó, bề ngoài là đi đón khách, trên thực tế là biểu hiện thực lực, nói cho thế nhân không thể xâm phạm. Kiếm Tần Sinh truyền âm tới. Trương Huyền gật đầu. Mấy trưởng lão này phối hợp trận pháp bốn phía, quả thực cho người ta một loại cảm giác khống chế thiên địa đại thế, thực lực hơi kém, khả năng không cần ra tay, trong lòng sẽ sinh ra suy nghĩ không cách nào chống lại. Suy nghĩ vừa ra, về sau sẽ không cách nào loại bỏ. Tư thế thật lớn, còn cho ra oai phủ đầu, thật không biết ai dạy ra thói quen này. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn sang đại trận dày đặc trước mắt. Đi tới là khách, thân là chủ nhân, không cho hoan nghênh chân thành nhất thì thôi, ngược lại cho ra oai phủ đầu, đã để hắn tràn đầy không vui. Đã như vậy, liền để hắn nhìn một chút, các ngươi ra oai phủ đầu, đến cùng lợi hại bao nhiêu. Híp mắt lại, nhìn về đại trận phía trước, trong lòng nhìn không được hô khẽ. Thiếu hụt. Hô. Một quyển sách, xuất hiện ở trong óc. Chương 2716, Sông Trận Pháp 1. Nhị Linh Ngự Thiên Trận, trận pháp phòng ngự cấp 9, do Trương Tổ Sư bố trí thành, thánh vực cửu trọng khó mà xông vào, trận pháp tụ tập, hình thành xu thế long hổ, bởi vậy cũng tên long hổ trận. Thiếu hụt, thứ nhất, tiêu hao linh khí rất nhiều, thứ hai, trung tâm trận pháp là long linh cùng hổ linh duy trì, có thể để cho trận pháp linh hoạt đa dạng, nhưng cũng nhận linh tính ảnh hưởng, thứ ba. Tin tức cùng thiếu hụt của trận pháp đi vào trong óc, hết thảy có 17 chỗ thiếu hụt. Trận pháp cấp 9, đã nắm giữ linh tính tự chủ, linh tính trấn áp, mới có thể giống như thực vật, kèm theo thời gian trôi qua, không ngừng tăng cường, cho dù có thiếu hụt, cũng không phải người bình thường có thể phát giác, thậm chí loại bỏ. Loại trận pháp cấp bậc này, ở trong cấp 9, cũng được tính là khá cao. Không nhìn không biết, xem xét mới hiểu được, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù chưa có xem qua thư tịch trận pháp cửu tinh, nhưng trận pháp trước mắt này bất kể là biến hóa hay uy lực, đều vượt ra khỏi tưởng tượng. Nghiên cứu một chút. Đang muốn cẩn thận nghiên cứu, chỉ thấy lão giả mới vừa nói đi tới trước mặt, hai tay ôm quyền. Hai vị, mời giao ra chữ vật giới chỉ, yên tâm, chúng ta sẽ phong ấn ở trước mặt, không mở ra, cũng sẽ không kiểm tra, đợi thời điểm rời đi sẽ lập tức trả lại. Giao nhẫn ra. Trương Huyền cau mày. Thứ này chưa hề rời khỏi người, còn không có đi vào Trương gia, liền để hắn giao ra, có phần quá bá đạo đi. Không sai, đây là quy định của Trương gia, muốn đi vào trận pháp, cần phong ấn đồ vật của mình. Yên tâm, Trương gia nắm giữ bất kỳ đồ vật gì các ngươi cần có, chỉ cần quen thuộc một chút liền có thể sử dụng, không cần lo lắng. Lão giả nhẹ gật đầu. Đây cũng không phải quy củ của một mình Trương gia, một ít thánh địa, cũng có ràng buộc tương tự, chỉ cần là người ngoài. Nhất định phải gỡ nhẫn xuống, thậm chí ngay cả bội kiếm của mình cũng không thể mang vào. Thấy vẻ mặt hắn không tốt, kiếm Tần Sinh lấy xuống chiếc nhẫn của mình, nhẹ nhàng đưa tới, rơi vào lòng bàn tay đối phương, gật đầu nói. Hắn tới qua nơi này, đã biết quy củ. Không chỉ Trương gia, một ít thánh địa, tỉ như tổng bộ danh sư đường, trước khi tiến vào bên trong, cũng nhất định phải nhẫn lấy xuống. Vừa đến, đại biểu tôn trọng thứ hai, cũng ngăn cản tất cả nguy cơ. Miễn cho xuất hiện biến cố. Nghe nói năm đó có một vị danh sư bị dị linh tộc bắt giữ, dùng không gian gấp chứa đựng đại quân dị linh tộc, từ đó làm cho một phương thế lực lớn tổn thất nặng nề, suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Trương gia thân là đại lục đệ nhất gia tộc, không khác một ít thánh địa, coi như không sợ loại thủ đoạn này, cũng cần cẩn thận một chút. Nếu như ta không muốn lưu lại thì sao?
Thấy lão giả nhận lấy nhẫn, sau đó phong ấn, cũng không dò xét, Trương Huyền vẫn không nhịn được cau mày. Trong nhẫn của hắn nắm giữ đầu lâu của ngoan nhân, di tích Khư Ngô Cung, cùng không ít bí mật. Không thể tiết lộ. Tuy đối phương nói phong ấn, nhưng không ở bên người, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện biến cố. Lại nói, ngộ nhỡ lần này đi vào cùng đối phương gây ra mâu thuẫn, bọn họ lặng lẽ điều tra, bản thân nhất định gặp được nhiều phiền phức hơn. Không phải không tin đối phương, mà là Trương gia ở trong ấn tượng của hắn, thực sự quá tiện, căn bản không đáng tín nhiệm. Người tới là khách, không muốn lưu lại cũng không sao, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch xông trận mà không bị công kích, cũng có thể mang đồ vật vào. Lão già cũng không tức giận, mà vẻ mặt thản nhiên. Xem ra người không muốn lưu nhẫn lại cũng không ít, hắn đã sớm trải qua nhiều lần, có kinh nghiệm. Xông trận. Trương Huyền nghi ngờ. Là như thế này, đại trận thủ hộ này của Trương gia, chỉ cần vận chuyển, không chỉ có thể phòng ngự cường giả, đồ vật ẩn chứa không gian cũng bị dò xét ra, không cho phép đi vào, cưỡng ép dẫn vào, sẽ gặp phải áp chế cùng công kích, cường giả thánh vực cửu trọng cũng khó mà chống lại, xông trận, là mang theo những vật này, trực tiếp đi vào. Kiếm Tần Sinh nói. Đang nói chuyện, lại có người ngồi thánh thú phi hành đến, giống như Trương Huyền, không nguyện ý giao nhẫn, nhấc chân vào tới trận pháp. Là một vị trưởng lão của Liên minh Đế quốc, thực lực cùng ta không kém bao nhiêu. Nhận ra thân phận của người này, Kiếm Tần Sinh thấp giọng. Chương 2717, xông trận pháp 2. Phần Phật. Vị trưởng lão này vừa tiến vào trận pháp, bốn phía lập tức giấy lên hỏa diễm. Một hỏa diễm cự long xích kim sắc từ trên trời giáng xuống, móng vuốt sắc bén đẻ ép, tựa như muốn bóp nát không gian. Không nghĩ tới trận pháp vận chuyển cường đại như thế, trưởng lão kia không chịu được có chút bối rối, cổ tay nâng lên, một thanh trường kiếm xuất hiện, nhất thời kiếm khí ngang dọc. Không thể không nói, thực lực của vị trưởng lão này cực kỳ cường đại, coi như địa ngục thanh long thú tới đối đầu, cũng phải tạm thời tránh né, không cách nào chính diện ứng đối. Bất quá dù vậy, đối mặt hỏa diễm cự long, cũng có vẻ quá yếu, không đến hai hiệp, liền bị đánh trúng đầu, từ không trung rớt xuống, ngã xuống đất, toàn thân cháy đen. Chữ vật giới chỉ ở dưới hỏa diễm công kích, cũng trực tiếp nổ tung, bảo vật rơi trên đất, trong đó không ít bởi vậy tổn hại, bị hao tổn cực lớn. Trận pháp dừng lại, khôi phục như lúc ban đầu, một vị lão giả của Trương gia mặt không thay đổi đi tới trước mặt. Không còn nhẫn, hiện tại có thể tùy ý đi vào. Điều chỉnh một hồi, khôi phục một chút nguyên khí, lúc này vị trưởng lão kia mới khuôn mặt khó coi đi vào trong. Quả nhiên trận pháp không còn công kích. Trương sư, giao nhẫn đi, chỉ là tỉ thí kiếm pháp, bọn họ sẽ chuẩn bị kỹ càng trường kiếm thích hợp, không cần lo lắng vấn đề vũ khí không đủ. Thấy cảnh này, sắc mặt của Kiếm Tần Sinh cũng hơi trắng bệch, quay đầu nói. Vị trưởng lão kia thực lực tương đương hắn, tiến vào trận pháp ngay cả hai chiêu cũng không tiếp được, liền bị đánh vô cùng thê thảm. Hắn đi vào, khẳng định cũng tương đương, vị trước mắt này, coi như kiếm pháp thông huyền, nhưng tu vi kém quá nhiều, thật muốn xông vào, nhất định thảm hại hơn. Giao nhẫn ra, hay xông vào một chút, theo ý nguyện của ngươi, có điều kết quả Trương gia chúng ta không chịu trách nhiệm. Vị trưởng lão này lần nữa nhìn qua, vẻ mặt thản nhiên. Hắn tự tin người thanh niên trước mắt này, sẽ biết lựa chọn ra sao. Mới vừa nhìn thấy một vị thánh vực bát trọng bị đánh vô cùng thê thảm. Hẳn rõ ràng, thực lực cá nhân căn bản không có khả năng chống lại đại trận này của Trương gia. Kết quả không chịu trách nhiệm, ngươi xác định. Trương Huyền hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Ta xác định. Vị trưởng lão này gật đầu. Ngươi có thể làm chủ. Trương Huyền tiếp tục hỏi. Khụ khụ, Trương sư, vị này là Trương gia tam trưởng lão Trương Vô Trần, địa vị kính trọng. Hắn nói như vậy, tự nhiên có thể làm chủ. Kiếm Tần Sinh giải thích. Trương gia tam trưởng lão, địa vị xem như không thấp. Trương Huyền lên tiếng, mỉm cười. Ngươi đã có thể làm chủ, hơn nữa cũng nói, kết quả Trương gia không chịu trách nhiệm, vậy ta quyết định. Xông trận pháp, trưởng lão cũng theo thực lực, quyền lợi tiến hành phân cấp, có thể trở thành tam trưởng lão, vị này ở Trương gia, địa vị nhất định không thấp, đã nắm giữ quyền nói chuyện cùng quyền chủ sự. Xông trận pháp, sắc mặt Kiếm Tần Sinh trắng nhợt, tràn đầy lo lắng. Trương sư, nghĩ lại. Chương 2718, Long Linh Hổ Linh 1. Kiếm Tần Sinh thật sự có chút nổi điên. Rõ ràng nhìn thấy một vị thánh vực bát trọng đi xông trận, bị đánh ngoài cháy trong mềm, tùy thời có thể lên bàn, còn muốn khăng khăng qua, một cái chữ vật giới chỉ mà thôi, cần thiết hay không?
cũng không phải lấy của ngươi nha. Thật giống như gửi đồ vật, tất cả mọi người đều như vậy, không cần thiết còn không có đi vào Trương gia, liền bắt đầu mạnh mẽ chống đối. Như vậy sẽ chết rất thê thảm. Xin mời. Tam trưởng lão Trương Vô Trần cũng không nghĩ tới, gia hỏa tuổi còn trẻ này không biết sống chết như vậy, lúc này mặt không thay đổi khoát tay áo. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhấc chân đi đến trận pháp. Trương sư, Kiếm Tần Sinh vội vàng ngăn cản. Để cho ta thử xem. Biết là vì tốt cho hắn, Trương Huyền cười nhạt một tiếng, khuôn mặt sáng lạn. Thấy hắn làm ra quyết định, không thể thay đổi, Kiếm Tần Sinh đành phải lui về sau một bước, thở ra một hơi. Cẩn thận một chút. Trận pháp công kích chỉ là cảnh cáo, cũng không chém giết, nhiều nhất nếm chút khổ sở mà thôi. Trương Huyền không nói thêm lời, thân thể nhảy lên, bay về phía đại trận trước mắt. Ầm ầm, người vừa tiến vào trận pháp, giống như vừa rồi, một cự long lập tức xuất hiện, có điều lần này không phải hỏa diễm, mà là nước. Đây cũng không phải rồng thực sự, mà là linh tính của trận pháp, ẩn chứa ngũ hành ảo diệu, có thể tùy ý biến hóa hình thái. Hơi nước hội tụ, tựa như chân long, vừa xuất hiện, liền sóng nước ngập trời, uy áp mạnh mẽ, nghiền ép bốn phía, mặt đất cũng không ngừng run rẩy. Hỏa diễm có thể thiêu đốt tất cả, để tất cả địa phương không có một ngọn cỏ, nhưng hồng thủy cũng cực kỳ đáng sợ, hơi nước đầy trời, còn không có hạ xuống, đã cảm giác ngực bị chen xẹp, thở cũng thở không ra. Là thủy long. Vẻ mặt của Kiếm Tần Sinh càng thêm trắng bệch, thân thể lắc lư. Thân thể hơn 70% đều là nước, có thể khống chế nước, so với khống chế hỏa diễm tổn thương thân thể người sẽ càng thêm cường đại. Đây là trừng phạt đối với người ngạo mạn. Hất ống tay áo, chắp hai tay sau lưng, Trương Vô Trần hừ lạnh. Kiếm thánh của Thánh Tử Điện lúc trước cùng gia chủ nổi danh, cũng ngoan ngoãn giao ra chữ vật giới chỉ, tên này ngược lại tốt, hết lần này tới lần khác ngông cuồng muốn xông. Không cho ăn chút đau khổ sao được. Tần Sinh kiếm thánh, đây là hậu bối của ngươi. Biết đối phương bị trận pháp giáo huấn đã thành nhất định, lười nhác tiếp tục chú ý, Trương Vô Trần quay đầu nhìn qua. Hắn, là sư huynh của ta. Kiếm Tần Sinh nói. Trên đường đi, cùng đối phương nghiên cứu thảo luận, được lợi rất nhiều, vị tiến vào trong trận pháp kia, dù tuổi không lớn lắm, lại có tình nghĩa bán sư với hắn, nhưng xưng hô học sinh là tuyệt không dám làm, lúc này mới lấy thân phận sư huynh giới thiệu. Sư huynh. Vẻ mặt Trương Vô Trần kỳ lạ. Hắn có tư cách gì làm sư huynh của ngươi? Đồng môn xưng hô sư huynh, bình thường đều là tu vi, thực lực để đối phương thuyết phục, một tiểu gia hỏa mới 20 tuổi, có tài đức gì? Tam trưởng lão không cần coi thường, vị sư huynh này của ta, mặc dù hiện nay tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, nhưng chỉ cần cho thời gian, nhất định kinh diễm toàn bộ đại lục. Nhìn ra hắn nghi ngờ, Kiếm Tần Sinh lắc đầu nói. Kinh diễm? Trương Vô Trần cười nhạo. Biết rõ trận pháp không thể chống lại, còn kinh diễm. Cường giả thánh vực bát trọng đỉnh phong, tiến vào trận pháp cũng bị đánh cho bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, người một lĩnh vực cảnh còn muốn xông vào. Thấy thế nào cũng không thông minh, đầu óc có hố, còn kinh diễm. Kinh hãi còn tạm được. Tam trưởng lão không tin. Thấy bộ dáng của hắn, Kiếm Tần Sinh mang theo không vui, lông mày nhíu lại. Tự nhiên không tin. Hừ một tiếng, đang cảm khái vị trước mắt này có thể điên rồi, đột nhiên ngừng lại, chừng chừng nhìn về phía trước, một câu cứng ở cổ họng, nhả cũng nhả không ra, nuốt lại nuối không trôi, sắp tươi sống ngộp chết. Làm sao vậy? Thấy bộ dáng của hắn, Kiếm Tần Sinh nghi ngờ, theo ánh mắt của đối phương nhìn qua, ngay sau đó thân thể cũng cứng ngắc. Chương 2719, Long Linh Hổ Linh 2. Chỉ thấy trong trận pháp hơi nước ngưng tụ thành cự long, không những không có công kích Trương Huyền, ngược lại đầu lâu to lớn cọ lấy ống quần, cực kỳ ngốc manh. Mà thanh niên đối diện nó, lông mày nâng lên, cong ngón búng ra, một cây gậy gỗ không biết từ nơi nào gào thét bay ra, thủy long bỗng nhiên xoay người. Thẳng tắp đi tới trước mặt, há miệng khẽ cắn, xoay người lần nữa chạy trở về, đưa gậy tới trong tay Trương Huyền, đầu lưỡi phun ra, ánh mắt mang theo lấy lòng. Quá chậm, mau hơn chút nữa. Trương Huyền không vui, lần nữa ném gậy gỗ ra. Phần phật, thủy long lao ra, gậy gỗ còn chưa rơi xuống đất, liền bị tha ở trong miệng, xoay người bay trở về. Cái này còn tạm được. Lúc này Trương Huyền mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thu trận pháp đi. Ta muốn đi vào. Giống. Thủy Long liên tục gật đầu, móng vuốt bỗng nhiên đưa về phía trước, một dòng nước hình thành cầu vồng, xuất hiện ở dưới chân hắn, bước chân chậm rãi đi về phía trước. Sư đệ, có thể đi.
biết giờ phút này lại xưng hô tiền bối, tương đương với lộ thân phận, Trương Huyền quay đầu nhìn một cái, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ngươi, không nghĩ tới trận linh của trận pháp giống như chó sủ, nghe theo mệnh lệnh của đối phương, sắc mặt của Trương Vô Trần ức đến tái mét, vội vàng bay tới. Không vội đi, ta không muốn nghe có người nói nhảm. Trương Huyền khoát tay áo. Tạch tạch, lời còn chưa dứt, Trương Vô Trần liền thấy Thủy Long bổ tới, lông mày nhảy một cái, ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị đánh lên trên người, bay ngược ra. Cái này, nhìn Trương Vô Trần ở trên mặt đất không ngừng giãy giụa, yết hầu của Kiếm Tần Sinh phát khô, như con rối đi theo sát. Sớm nghe nói, vị trước mắt này lý giải trận pháp còn cao hơn kiếm pháp, hiện tại xem ra, đúng là như thế. Tổ tiên Trương gia bố trí ra Long Hổ đại trận, thời gian nháy mắt đã bị thuần phục. Đây là năng lực gì? Tam trưởng lão. Mấy vị trưởng lão khác cũng thấy cảnh này, vội vã bay tới, giúp Trương Vô Trần từ dưới đất ra. Cái tên này thuần phục linh tính trong trận pháp, đến cùng làm sao làm được? Đứng thẳng người, không đuổi theo nữa, nhìn thanh niên ở trên cầu vồng chậm rãi tiến lên, hàm răng không ngừng run rẩy, nói không ra lời. Những năm này, cũng có người không cần giao chữ vật giới chỉ, nhẹ nhõm thông qua trận pháp, tỉ như, tổng bộ danh sư Đường Dương Sư. Mỗi lần hắn tới, trận pháp thật giống như không phát hiện được, nhẹ nhõm xuyên qua, không có chút ngăn cản nào. Cũng có chỉ bằng vào thực lực mạnh mẽ chống đỡ đi vào, tỉ như Viên gia gia chủ, trực tiếp ngạnh xông, tùy ý trận pháp công kích, rơi vào trên người, lông tóc không thương. Nhưng giống vị trước mắt này, vừa ra tay, linh tính trong trận pháp liền ngoan ngoãn giống như chó sủ nghe lời, còn nhặt gậy gỗ, vẻ mặt ngốc manh. Quả thực chưa từng thấy, nghe cũng không có nghe qua. Bất quá, trận linh của nhị linh ngự thiên trận, là không ngừng biến hóa, ngẫu nhiên khống chế một linh tính, cũng không có nghĩa là khống chế toàn bộ trận pháp. Coi như qua long linh, phía trước còn có hổ linh. Mặc dù buồn bực, vẫn kìm lòng không được nhìn về phía trước. Quả nhiên, cầu vồng đi tới không xa, trên bầu trời liền thấy một mãnh hổ xuất hiện, toàn thân hỏa diễm bùng cháy, tựa như kỳ lân. Chính là một linh tính khác của nhị linh ngự thiên trận. Có thể thuần phục một cái, quả thực rất mạnh, nhưng hổ linh này càng thêm cường đại, hơn nữa căn bản sẽ không nghe theo mệnh lệnh, hắn muốn nhìn một chút, đối phương có thể thông qua hay không. Giống. Hổ linh vừa xuất hiện, hung mãnh gào thét, móng vuốt đập tới. Không gian bốn phía trận pháp tầng tầng sụp đổ, một đạo lực lượng điệp ra như vòi rồng nghiền ép xuống dưới. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, trong mắt Thủy Long tràn đầy sợ hãi không dám nhìn về phía trước. Nhị linh ngự thiên trận là hai linh tính duy trì trận pháp, hổ linh còn mạnh hơn. Thời điểm hắn cảm thấy khẳng định không cách nào thông qua, chỉ thấy thanh niên đi tới một bước, giống như tính toán tốt vị trí, bàn chân đột nhiên nhẹ nhàng đạp mạnh. Ầm ầm, một hồi nổ vang, đại trận lắc lư kịch liệt, hổ linh không dám tiếp tục công kích, đột nhiên thu nhỏ, run lẩy bẩy. Trận pháp bao phủ rất nhiều kiến trúc nguy nga của Trương gia, ở dưới trận pháp run rẩy, không thể kiên trì được nữa, vang lên kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nguy rồi, vạn năm cơ nghiệp của Trương gia. Con người của Trương Vô Trần co rụt lại, toàn thân cứng ngắc. Chương 2720, phong thái của đại trưởng lão 1. Trương gia trải qua hơn vạn năm sinh sôi, so với đế đô của Phong Hào đế quốc thì càng thêm bao la, dù nhị linh ngự thiên trận này xây dựa lưng vào núi, nhưng bao phủ phạm vi cực kỳ rộng rãi, lại cũng chỉ là bảo vệ cửa vào Trương gia. Chính bởi vì có cái này thủ hộ, mới có thể sừng sững vài vạn năm, lông tóc không thương, dù trải qua mấy lần nguy cơ, cũng không có người có thể chân chính dung chuyển, tạo thành tổn thương. Vốn cho rằng, tiên tổ xây dựng trận pháp này, vững như thành đồng. Trừ cường giả đỉnh phong chân chính, không người có thể phá hư, không nghĩ tới một gia hỏa chỉ có lĩnh vực cảnh đỉnh phong, một chân đạp xuống, liền muốn duy trì không được, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Dừng tay, cũng nhịn không được nữa vội vàng hét lớn. Bất quá, lúc này đã chậm, trận pháp ở dưới lắc lư kịch liệt, không thể kiên trì được nữa, trong nháy mắt biến mất, rất nhiều kiến trúc rầm rầm sụp đổ. Khói bụi bay lên, vô số thân ảnh vọt ra, từng cái trợn mắt hốc mồm. Không biết xảy ra chuyện gì. Lạch cạch, Trương Vô Trần chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, té ngã trên đất. Giờ phút này rốt cuộc minh bạch, trước đó vì sao đối phương hỏi đi hỏi lại, hắn có thể chịu trách nhiệm không? Nguyên lai, đã sớm dự liệu được tình huống trước mắt. Đại trận thủ hộ gia tộc sụp đổ, vô số kiến trúc hủy đi. Coi như hắn là tam trưởng lão,
cũng đảm đương không nổi. Có thể nói đối với danh dự của Trương gia, cũng là một cú đánh lớn. Cổ của Kiếm Tần Sinh cũng co rút lại một chút, thân thể cứng đờ. Hắn rất thống hận Hưng Kiếm Thánh cướp đi người ưa thích, hận không thể tới Trương gia làm loạn, để đối phương mất thể diện, nhưng còn không có đi vào gia tộc của đối phương, liền làm trận pháp sụp đổ, hủy đi vô số kiến trúc, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trực tiếp dọa đến khuôn mặt trắng bệch. Trong lòng không khỏi cảm thấy ngờ vực, không biết đến cùng nhờ kẻ trước mắt này tới, là đúng hay sai. Cái này, không giống mọi người chấn kinh, Trương Huyền sửng sốt một chút, sau đó giật mình. Trước kia hắn không tiếp xúc qua trận pháp cấp 9, cũng không biết uy lực như thế nào, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, đột nhiên để nó sụp đổ, sẽ tạo thành uy thế lớn như thế. Bất quá, tạo thành liền tạo thành, dù sao mục đích tới là đá quán, đối phương thừa nhận có thể phụ trách, liền không cần thiết che giấu. Có năng lực bao lớn, liền thi triển bao nhiêu năng lực. Không ép vị tiểu thiên tài trang bức kia chủ động hiện thân, liền không gọi Trương Huyền. Tam trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Trong lòng đang cảm khái, liền nghe tiếng xé gió rồn rập vang lên, ngay sau đó một bóng người bất ngờ xuất hiện ở trước mặt phế tích, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bẩm báo đại trưởng lão, ta ở đây thu chữ vật giới chỉ, vị thiên tài thánh tử điện này tới, muốn xông trận pháp, kết quả. Liền biến thành như vậy. Trương Vô Trần vội vàng nói rõ chi tiết sự tình một lần. Xông trận pháp, đại trưởng lão cũng ngẩn ngơ, vội vàng nhìn sang Trương Huyền, chỉ thấy thanh niên kia thản nhiên nhìn qua, không khẩn trương chút nào, lông mày khẽ nhíu, nhịn không được mở miệng. Còn không biết thân phận của vị bằng hữu này. Tại hạ Trương Huyền, lần này cùng sư đệ Kiếm Tần Sinh tới, muốn mở mang kiến thức kiếm thuật tuyệt đỉnh của Trương gia một chút. Trương Huyền gật đầu. Trương Huyền. Đại trưởng lão nghi ngờ, có điều không có nói nhiều, mà quay đầu khoát tay áo. Vô Chân, mang vị Trương Huyền này cùng Tần Sinh Kiếm Thánh đi phòng khách nghỉ ngơi. Đại trưởng lão. Nghe nói muốn cho đối phương nghỉ ngơi, không đi so đo sự tình làm sập nhiều kiến trúc như vậy, tiêu hủy trận pháp, Trương Vô Trần lo lắng. Được rồi, Trương Huyền thông qua quy định, xông qua trận pháp, mặc kệ kết quả như thế nào, đều là Trương gia chúng ta gánh chịu. Vẻ mặt của đại trưởng lão thản nhiên, nhìn không ra vui buồn. Chương 2721, phong thái của đại trưởng lão 2. Vâng, Trương Vô Trần ôm quyền khom người, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ở Trương gia, đại trưởng lão nhất ngôn cửu đỉnh, bất kỳ người nào cũng không dám phản bác. Trước đó gia chủ chủ trì, hiện tại hắn đột nhiên có chuyện rời đi, tất cả mọi chuyện đều có vị trước mắt này làm chủ. Đại trưởng lão, trận pháp hủy đi, muốn xây dựng lại, cần ít nhất mấy tháng, chữ vật giới chỉ làm sao thu lấy cùng bảo tồn. Một vị trưởng lão nhịn không được nói. Trận pháp có thể giám định trên người người đến có mang bảo vật không gian hay không, hiện tại hủy đi, không cách nào dò xét, người tới sau làm sao bây giờ. Đi tới Trương gia là khách, bảo tồn chữ vật giới chỉ là tuân thủ lễ tiết của tiên tổ mà thôi, trước đó ta vẫn cảm thấy không ổn, chỉ bất quá ngại vì quy củ của tổ tông, không nguyện ý nói nhiều. Hiện tại vị tiểu huynh đệ này giúp một tay hủy đi, trận pháp cũng không cần xây dựng nữa, trước đó bảo tồn rất nhiều chữ vật, cũng trả lại cho các vị khách nhân đi. Đại trưởng lão mỉm cười, mở miệng. Trả lại, nhưng... không nghĩ tới hắn làm ra loại quyết định này, vị trưởng lão kia biến sắc. Nhiều người ngoài tới Trương gia như vậy, ngộ nhỡ có người mưu đồ quấy rối, chẳng phải phiền phức rất lớn. Không cần khẩn trương, Trương gia ta đã được mọi người tôn xưng là đại lục đệ nhất gia tộc, tin tưởng còn không người dám ở chỗ này làm loạn. Đại trưởng lão vung tay áo, ánh mắt lộ ra tự tin và ngạo khí. Cái này, vâng. Cảm nhận được khí tức trên người đối phương, vị trưởng lão kia dừng lại một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Không hổ là Trương gia đại trưởng lão, lòng dạ cùng khí độ không tệ. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Vốn cho rằng người của đối phương tới, sẽ chỉ trích bản thân, không nghĩ tới một chút trách cứ cũng không có, còn thừa cơ làm ra loại quyết định này. Làm như vậy, không chỉ bảo vệ mặt mũi của đại lục đệ nhất gia tộc, càng khiến người ta thấy lòng dạ cao thượng, cảm thấy bội phục, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Càng quan trọng hơn là, xác lập thực lực của Trương gia, để cho người ta càng thêm sợ hãi. Phong thái không tệ, chỉ là không biết vì sao vị tiểu thiên tài kia kém cỏi như vậy. Cảm khái một câu, đồng thời hơi nghi hoặc. Trong lòng hắn, vị tiểu thiên tài kia, rõ ràng có hôn ước, lại trang bức không xuất hiện, nhất định là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, thậm chí Trương gia cố ý che giấu cho hắn,
cũng bị đóng lên nhãn mác vô sỉ. Giờ phút này nhìn thấy đại trưởng lão làm việc, đột nhiên cảm thấy, người còn không tồi. Có lẽ, xem như Trương gia, cũng chưa chắc người người đều kém cỏi. Vị tiểu thiên tài kia, có lẽ chỉ là cá biệt mà thôi. Hai vị mời tới bên này. Một lão giả đi tới trước mặt, chính là Vô Chân mà vừa rồi đại trưởng lão phân phó. Thất trưởng lão Trương Vô Chân. Cảm ơn. Kiếm Tần Sinh không dám nói nhiều, vội vàng theo ở phía sau. Trương Huyền cũng theo sát. Thấy bọn họ rời đi, Trương Vô Chân lần nữa đi tới trước mặt đại trưởng lão, nghi ngờ truyền âm. Đây chính là biểu tượng của Trương gia, thật, cứ tính như vậy sao? Không tính như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn tự mình ra tay, giáo huấn hắn một trận? Đại trưởng lão trừng mắt. Trương Vô Trần ra mặt co lại, nói không ra lời. Trương gia chúng ta, thân là gia tộc lấy danh sư làm chủ đạo, không thể giống như những nghề nghiệp khác, quy tắc là quy tắc, đã xác định, thì phải tuân thủ, vị Trương Huyền này có thể phá hư, là năng lực của hắn, đừng nói không truy cứu, ta còn phải sai người truyền tin tức đến toàn cả gia tộc, để cho tất cả mọi người đều biết. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Chương 2722, có phải là hắn hay không? 1. Truyền tin tức lại đến trong tộc. Trương Vô Trần sửng sốt một chút, con người co rụt lại. Ý của đại trưởng lão là muốn khơi mào cảm xúc của tộc nhân. Nhị Linh Ngự Thiên Trận là cánh cửa đi vào Trương gia, tương đương với mặt mũi, bị một thanh niên 20 tuổi phá hư, một khi tin tức truyền đến gia tộc, tất nhiên sẽ gây nên xúc động phẫn nộ. Không sai, Trương gia ngồi ở chỗ cao, thời gian lâu dài, cũng nên nhận chút kích thích, chỉ có người người như rồng. Mới thật sự là mạnh mẽ, mới để cho người kính sợ. Trận pháp, không cần cũng được. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, trong ánh mắt mang theo thâm thúy. Ta đã hiểu. Lần nữa nhìn qua, trong mắt Trương Vô Trần tràn đầy bội phục. Không hổ là đại trưởng lão, mỗi một bước, đều nhìn xa trông rộng, ánh mắt so với hắn thì sâu xa hơn quá nhiều. Trận pháp phòng ngự mạnh mẽ, để tộc nhân mất đi lòng cảnh giác, nếu quả thật có địch nhân tập kích, nhất định sẽ giống như vị Trương Huyền này. Tìm được thiếu hụt của trận pháp, một đòn tan vỡ, đến lúc đó, người người đều không đề phòng, nhất định sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không còn trận pháp, càng thêm cẩn thận, ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Thật giống như học bơi lội, không bỏ phao cùng túi khí, thì vĩnh viễn không có khả năng thành công. Muốn trở thành thiên hạ đệ nhất chân chính, chỉ có thực lực bản thân, cái khác đều là hư vô. Đi làm đi. Thấy hắn rõ ràng, đại trưởng lão không nói thêm lời. Khoát tay áo, lần nữa dặn dò. Đúng rồi, đi thăm dò vị Trương Huyền này, đến cùng lai lịch ra sao? Vâng. Trương Vô Trần xoay người rời đi. Thời gian không dài đã bay trở về, đưa tới một ngọc bài. Thân là đại lục đệ nhất gia tộc, thẩm tra sự tích về Trương Huyền vẫn là rất dễ dàng. Học viên mới năm nay của Thánh Tử Điện, khoảng 20 tuổi, xông qua danh sư lâu, trở thành danh sư bát tinh, bạo đánh Trương Tuần cùng Trương Phong. Cùng Lạc Huyền Thanh xưng huynh gọi đệ, đến chỗ nào, chỗ đó không có một kiến trúc nguyên vẹn. Nhìn thấy nội dung ghi chép, đại trưởng lão há miệng. Xem như thiên tài tuyệt đỉnh của Trương gia bọn họ, cũng làm không được những chuyện này, người thanh niên kia, đến cùng làm sao hoàn thành. Học sinh của Dương Sư, Dương Huyền đã tới Trương gia nửa năm, lúc nào thua qua một học sinh như vậy. Nhìn xong, mày không khỏi nhíu lại. Dương Sư đối với người ngoài là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không biết hành tung, nhưng thân là Trương gia đại trưởng lão, lại biết rất rõ ràng. Nửa năm trước liền đến nơi đây bế quan, một mực không có rời đi, lúc nào thua một học sinh nghịch thiên như thế, so với thiên tài tuyệt đỉnh của Trương gia hắn còn mạnh hơn mấy phần. Dương Sư quả thực có học sinh, hình như tên Phùng Tử Giật. Trương Vô Trần nói, Phùng Tử Giật, ta biết, đã từng gặp một lần, thiên phú quả thực không yếu. Nhưng cũng chỉ hơn đám người Trương Tuần một ít mà thôi, chỉ là vị Trương Huyền này, làm sao chưa từng nghe qua. Đại trưởng lão nghi ngờ. Dương Huyền cùng Trương gia giao hảo, thật có loại thiên tài này, khẳng định đã sớm truyền ra, vì sao một chút tin tức cũng không có nghe qua. Thiên phú vô song, lại họ Trương, có phải là. Đột nhiên nghĩ đến một việc, ánh mắt của Trương Vô Trần hưng phấn lên. Không có khả năng. Đại trưởng lão nhịn không được lắc đầu. Một năm trước, ta tận mắt thấy hồn đăng của hắn đã tắt, làm sao có thể còn sống. Nhưng, gia chủ cùng Mộng Kiếm Thánh một mực không tin, vẫn tìm kiếm khắp nơi. Lần này vội vã rời đi, 8-9 phần 10 là nhận được tin tức gì.
Chương 2723, có phải là hắn hay không? 2. Dừng lại một chút, trên mặt Trương Vô Trần chần chừ. Tu vi đạt tới loại cảnh giới như bọn họ, coi như không cách nào suy tính thiên cơ, cũng có thể trong cõi u minh cảm ứng được cái gì, đã khẳng định chưa chết, có lẽ. Thật có khả năng còn sống. Huyết nhục tương liên, quả thực có thể cảm ứng được một ít, chỉ là. Hồn đăng của hắn là ta tự mình lưu giữ, hồn cũng diệt. Lại không có thực lực, làm sao có thể sống sót. Đại trưởng lão cũng kỳ lạ, mày nhíu lại cùng một chỗ, không biết nghĩ cái gì, qua thật lâu mới quay đầu nhìn qua. Đúng rồi, người lại đi tra một chút, vị Trương Huyền này đến từ nơi nào, có người nhà hay không? Trương Vô Trần lần nữa rời đi, lần này đi thời gian tương đối dài, đại khái qua 2 canh giờ, mới bay trở về. Bẩm báo đại trưởng lão, vị Trương sư này, đến từ chỗ ngoài vòng pháp luật không có danh sư tồn tại trong phạm vi Thanh Nguyên đế quốc. Hơn nữa, căn cứ danh sư đường ghi chép, là cô nhi, không có người thân, năm nay vừa vặn 20 tuổi. Ngoài vòng pháp luật, cổ địa, chẳng lẽ? Đại trưởng lão tràn đầy kinh ngạc, trong mắt cũng hiện lên khó tin. Điều đó không có khả năng. Lắc đầu, tại nguyên chỗ chuyển vài vòng, đột nhiên nhìn lại, mở miệng dặn dò. Vô Trần, 2 ngày này, nghĩ biện pháp đưa hắn đến huyết trì, nhìn xem có thể nhận được cộng minh hay không. Huyết trì là địa phương kích hoạt huyết mạch của tộc nhân, nhưng mà tình huống của vị kia, người hẳn rõ ràng, coi như không chết. Cũng không có khả năng xuất hiện cái gì. Trương Vô Trần không hiểu. Ta biết, nhưng, thân là người vài vạn năm qua thiên phú mạnh nhất, đi vào địa phương vô số tiền bối kích hoạt huyết mạch, tất nhiên sẽ gây nên chấn động đặc thù, nếu có phản ứng, liền có thể xác nhận. Đại trưởng lão gật đầu. Ta hiểu. Trương Vô Trần nhẹ gật đầu. Đúng rồi, chuyện này, lặng lẽ tiến hành, không nên để cho bất kỳ người nào biết. Đặc biệt là vị Trương Huyền kia, sau lưng quan sát, đồng thời nói cho ta biết việc hắn làm. Đại trưởng lão tiếp tục nói. Trương Vô Trần ứng tiếng, lúc này mới xoay người rời đi. Thấy hắn đi xa, ánh mắt đại trưởng lão không ngừng lóe lên, không biết nghĩ tới điều gì, xoay người đi đến chỗ sâu trong gia tộc. Thời gian không dài thì tới một chỗ. Là một tiểu viện không lớn, giờ phút này đóng thật chặt, bên ngoài nhìn không ra đặc thù mảy may. Chẳng qua thần thức dò xét vào sẽ phát hiện, tình huống bên trong căn bản là dò xét không đến, tựa như phía sau cửa, là một thế giới khác. Ở trước cửa chuyển vài vòng, muốn gõ cửa, cuối cùng vẫn ngừng lại. Căn cứ Dương Sư dặn dò, mấy ngày nay hẳn là ra, trước không quấy rầy, nếu không. Xuất hiện sai lầm. Xem như ta, cũng không gánh nổi. Buông cánh tay xuống, đại trưởng lão cuối cùng không có gõ cửa, mà xoay người quay trở về. Dương Sư chính là bế quan ở trong tiểu viện này, vốn nghĩ, nếu như xuất quan, liền cẩn thận hỏi lai lịch vị Trương Huyền này một chút, nhìn thấy cửa đóng chặt, trần chờ hồi lâu, vẫn không dám gõ. Dương Sư bế quan làm sự tình, quá quan trọng, coi như hắn thân là đại trưởng lão, cũng không dám quấy rầy, nếu không, công lao đổ biển. Chắc chắn trở thành tội nhân của gia tộc. Bất quá may mắn, Dương Sư từng nói qua, lần bế quan này, nhiều nhất nửa năm, đoán không sai, mấy ngày nay sẽ đi ra. Trong lòng đại trưởng lão tràn đầy xoắn xuýt, Trương Vô Trần nhận được dặn dò, bay về phía phòng khách. Sau khi trong lòng có suy đoán, cũng muốn nhìn xem vị Trương Huyền này, đến cùng có loại năng lực gì. Thân ảnh cực nhanh, còn chưa tới trước mặt, liền thấy thất trưởng lão Vô Trần vội vã bay tới. Vừa nhìn thấy đã hô lên. Tam trưởng lão, xảy ra chuyện lớn. Trương Vô Trần nhíu mày, trong lòng toát ra một linh cảm không lành. Xảy ra chuyện gì? Chương 2724, tại hạ Khổng Sư 1. Tam trưởng lão, tự mình đi nhìn sẽ biết. Vô Trần trưởng lão cũng không biết nói sao, hay là không muốn nói, xoay người dẫn đường, Trương Vô Trần theo sát phía sau, rất nhanh thì tới vị trí phòng khách. Trương gia là đại lục đệ nhất gia tộc. Hàng năm đều sẽ tiếp thu vô số cường giả đến đây thăm hỏi cùng khiêu chiến, cái gọi là phòng khách, trên thực tế là một khu vực dung nạp khách nhân, phạm vi cực lớn. Mới đến quảng trường bên ngoài phòng khách, Trương Vô Trần như nhìn thấy cái gì, lông mày nhịn không được nhăn lại, ngừng chân, chỉ về phía trước. Cái này, tượng đâu? Quảng trường trước mắt, đứng sừng sững một loạt tượng tiên tổ, mỗi một người khi còn sống, đều có sự tích vô cùng chói lọi, vì nhân tộc làm ra cống hiến rất lớn. Bởi vậy dựng bia chép sử, điêu khắc tượng thánh, hưởng thụ hậu nhân truyền tụng. Tượng để ở chỗ này, cũng có thể biểu hiện ra công lao của Trương gia, để người khác biết, vì đại lục hòa bình, Trương gia đã từng trả giá bao nhiêu.
có thể trở thành đệ nhất gia tộc, không chỉ thực lực, càng quan trọng hơn là vì nhân tộc ném đầu lâu tung nhiệt huyết, hy sinh vô số sinh mệnh. Nguyên nhân chính là như vậy, vô số khách nhân đến Trương gia, đều vô cùng kính nể. Lúc này, những tượng thánh ở khu vực cần phải đi qua kia, tất cả đều không thấy, mặt đất lưu lại vô số hố to, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tượng, ta muốn nói cho ngươi, chính là chuyện này. Trên mặt vặn vẹo như mướp đắng, vô chân trưởng lão muốn giải thích, nhưng lại không biết trả lời như thế nào, giống như táo bón nhẫn nhịn hồi lâu. Tam trưởng lão vẫn là tự mình xem đi. Thấy hắn không nói ra được, Trương Vô Trần càng thêm nghi ngờ, vội vã đi thẳng về phía trước, mới vừa vòng qua quảng trường, liền nghe một thanh âm cứng nhắc khàn khàn vang lên. Thanh âm này, không giống loài người phát ra, mà giống như máy lò xo hoặc vật gì khác, nghe cực kỳ mất tự nhiên. Thuyết thư sướng hí khuyến nhân phương, tam đầu đại lộ tiến trung tâm. Thiện ác đến cùng đều hữu báo, nhân gian chính đạo là tang thương. Thanh âm khô quát, tiếp tục nói. Tại hạ Trương Lăng Nhiên, huyền tôn đời thứ 157 của Trương gia, sống ở hơn 2 vạn năm trước, sự tích chói lọi nhất, là một mình xông vào địa quật, chém giết 3 vị hoàng giả của dị linh tộc, phá hủy ý đồ xâm lấn của bọn họ. Từng một kiếm chém 4 thánh thú thánh vực cửu trọng làm hại nhân gian, cùng tà sát tôn giả đại chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng giết chết hắn. Mọi người đã muốn nghe, ta liền kỹ càng nói chuyện khi đó. Trương Lăng Nhiên, Lăng Nhiên tiên tổ. Nghe được thanh âm này, khóe miệng Trương Vô Trần giật một cái, vội vàng vòng qua bức tường nhìn sang, sau đó nhìn thấy một đống khách nhân đi tới Trương gia, đang vây quanh ở bên cạnh một pho tượng. Tượng thì giống như người sống, mở miệng, không ngừng nói sự tích của bản thân, sinh động như thật, làm người say mê, thỉnh thoảng nghe được trong đám người vang lên thanh âm khen hay. Cái này, lông mày nhảy loạn một hồi, Trương Vô Trần suýt chút nữa té ngã trên đất. Bên cạnh những pho tượng thiên tổ này, đều ghi lại công lao hiển hách, mục đích là để cho người ta quan sát, hiện tại làm sao? Sống, còn ở nơi này kể chuyện. Cố nén kích động đến mức sắp phát điên, nhìn về phía tượng đá Lăng Nhiên tiên tổ. Chỉ thấy hắn khua tay múa chân, không có phong thái cao cao tại thượng như trước đó, ngược lại giống như người viết tiểu thuyết, nói ra sự tích chói lọi của mình, như kể chuyện xưa. Tại hạ Trương Tiêu Tác, huyền tôn đời thứ 212 của Trương gia, từng nhận chức Trương gia quyền gia chủ, sáng lập ra võ kỹ, lưu truyền đại lục, vô số người tu tập. Tại hạ Trương Mặc Phong, huyền tôn đời thứ 225 của Trương gia, từng ở Thánh Tử Điện lưu lại ghi chép. Ai, ngươi đừng chạy, nghe ta nói sự tích của ta, không nghe, tin ta đánh ngươi hay không? Đi thẳng về phía trước, cách đó không xa lần nữa nhìn thấy hai tượng đá, một cái giống như Lăng Nhiên tiên tổ trước đó, giảng giải cho người, một cái khác thì đuổi theo một khách nhân, còn kém xé lỗ tai đối phương, để hắn lắng nghe. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiếp tục tiến lên, lại nhìn thấy tượng của một vị tiên tổ, ngồi ở trên người khách nhân, khuôn mặt dữ tợn nói chuyện xưa của mình. Trương Vô Trần cũng nhìn không được nữa, quay đầu hỏi. Chương 2725, tại hạ Khổng Sư 2. Những tượng tiên tổ này, đại biểu công lao của Trương gia, cũng đại biểu uy nghiêm của Trương gia, làm sao tất cả đều sống. Nắm lấy khách nhân, muốn kể chuyện xưa cho bọn họ. Mấu chốt nhất là, không nghe liền bị đánh. Vừa rồi ta đưa vị Trương Huyền kia tới, giới thiệu với hắn sự tích chói lọi của những tiên tổ này. Sắc mặt Vô Chân trưởng lão trở nên trắng, lắp bắp nói. Sau đó, cứ như vậy, giới thiệu sự tích chói lọi của tiên tổ, làm sao lại biến thành như vậy? Thấy biểu lộ của hắn không đúng, Trương Vô Trần quát. Một năm một mười nói ra, ta muốn quá trình kỹ càng. Vâng, giới thiệu một hồi, ta nghĩ tới một số việc, cảm khái một câu, nói. Người hiện tại, sớm đã nhân tâm không cổ, tiên tổ lưu lại sự tích, không có người nguyện ý cẩn thận đọc qua, cũng không có chút kính sợ cùng tôn sùng. Khóe miệng giật một cái, Vô Chân trưởng lão chậm rãi nói. Người hiện tại, so với trước kia táo bạo hơn nhiều, hắn mang theo rất nhiều khách nhân, trên đường đi qua nơi đây, nhưng rất ít người có thể đứng ở trước mặt tượng đá, cẩn thận quan sát công lao của tiên tổ Trương gia. Phần lớn đều cảm thấy những người này đều chết lâu, công lao gì đó, không tính là gì. Nguyên nhân chính là như vậy, mới cảm thấy tức giận, lúc giới thiệu cho Trương Huyền mới cảm khái. Ta nói xong, Trương Huyền Trương Sư nói, hắn có thể thay đổi loại tình huống này, sau đó. Liền cẩn thận chạm đến mỗi một tượng đá, khải linh cho bọn hắn. Sắc mặt Vô Chân trưởng lão đỏ lên. Nói thật, chuyện này nguyên nhân gây ra lớn nhất là bởi vì hắn,
nếu không phải cảm khái, đối phương cũng sẽ không ra tay. Hiện tại tốt rồi, những tượng đá này bị Khải Linh ngăn chặn, khách nhân bắt đầu diễn thuyết, không nghe còn không được, toàn bộ phòng khách hiện tại cũng thành một đoàn hỗn loạn. Ngươi, Trương Vô Trần suýt chút nữa phun máu. Tượng đá tiên tổ ở chỗ này, chỉ giới thiệu công lao của Trương gia, như bây giờ, bắt lấy lỗ tai người khác nói, cùng tự biên tự diễn khác nhau ở chỗ nào. Không đúng, tượng đá tiên tổ ở trên quảng trường nhiều như vậy, ngươi ý tứ là, hắn một hơi, tất cả đều Khải Linh. Sau khi buồn bực, có chút không dám tin tưởng. Các đời tiên tổ, lưu lại họ tên cùng truyền thuyết, chừng trên trăm vị, nhiều tượng như vậy, xem như Khải Linh sư cửu tinh tới, cũng không cách nào Khải Linh toàn bộ, làm sao toàn bộ thành công, hơn nữa thoạt nhìn, từng cái. Như thế có suy nghĩ. Đúng vậy, không chỉ như vậy. Vô Trần trưởng lão nhớ tới cái gì, bờ môi lần nữa run run. Không chỉ có cái gì. Trương Vô Trần chỉ cảm thấy da đầu muốn nổ tung, vội vã nhìn qua. Cái này, ngay ở phía trước, ta thực sự không dám nói. Dường như không biết trả lời như thế nào, Vô Trần trưởng lão lần nữa chỉ về phía trước. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ, Trương Vô Trần tiếp tục tiến lên, lại vòng qua một vách tường, còn chưa kịp xoay người, đã nghe được một giọng nói vang lên, mang theo dày nặng cùng trầm ổn. Tại hạ Khổng Sư. Phù phù. Trương Vô Trần té ngã trên đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 117.